Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 19. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong mắt khát gao nhìn chằm chằm trên đất đầu lâu. Đây chính là huyết mai điện điện chủ đầu lâu à? Quần long đứng đầu trực tiếp bị chém đầu. Tứ đại trưởng lão lại là một kiếm bị hắn phá vỡ thân thể. Một màn này, nói ra, ai có thể tin tưởng. Nhưng là chỉ như vậy thiết thiết thực thực phát sinh ở bọn họ trước mắt à. Mấu chốt vẫn là một cái tới tuổi 20 thanh niên làm. Bây giờ đêm, hoa hạ ngang trời ra đời một vị cao cấp cường giả. Giờ khắc này, ai dám đối nghịch Diệp Thần? Ai dám? Lục Lăng Phong và Lục Hàn Sương cúi đầu, vậy chiến đảo đầu lâu dữ tợn ở bọn họ trong mắt vô cùng rõ ràng. Bọn họ không biết giết bao nhiêu người. Đối với loại này máu trong vắt đầu người vốn không nên có một tia sợ hãi. Nhưng là giờ khắc này, hai người trong lòng chỉ có sợ hãi. Chiến đào chết, huyết mai điện nhân vật trọng yếu đều chết hết. Giờ khắc này, còn dư mấy chục người tất cả đều bao phủ ở cách đó không xa người thanh niên kia dưới bóng mờ. Cái này mẹ hắn làm sao còn chơi? Căn bản không phải một cái đồng đẳng cấp cái khác à? Lục Hàn Sương chật vật ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Diệp Thần. Vậy thân ảnh đơn bạc tựa như dương cao vài mét, tựa như người khổng lồ, âm ảnh bao phủ hắn. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là đem Trảm Long kiếm cắm trên mặt đất, tay phải gắt gao chống. Hắn khó khăn bị trình độ cao nhất. Một kiếm này, mặc dù chém giết chiến đào và mấy vị huyết mai điện trưởng lão, nhưng đối với hắn thân thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn cảm giác mình thân thể đều phải nổ bể ra. Hắn bây giờ đan điền không có một tia chân khí. Hắn thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, nếu như không phải là Trảm Long kiếm chống, hắn tất nhiên ngã xuống. Cường đại mệt mỏi ý tấn công tới, chỉ cần ý hắn chí thoáng không kiên định, tất nhiên sẽ đập xuống đất. Chật vật không chịu nổi. Một kiếm này, chi nhiều hơn thu hắn hết thảy. Hắn nắm Trảm Long kiếm tay, hơi rời xuống, năm ngón tay chạm được Trảm Long kiếm trên thân kiếm. Không có chân khí, hắn năm ngón tay hơi co rúc lại, một tia máu tươi rỉ ra. Vết thương đau đớn để cho hắn thanh tỉnh mấy phần. Sau đó, Diệp Thần ngẩng đầu lên, vậy tựa như đến từ cửu u địa ngục tròng mắt quét về phía mọi người, gần từng chữ còn có ai không phục, đứng ra. Hắn thanh âm ở huyết mai điện lại truyền tới từng cơn đáp lại. Như lôi âm cuồn cuộn, mang lạnh như băng hết sức sát ý. Giờ khắc này, người cùng kiếm, tất cả không sợ hãi. Hắn không cần phát ra hơi thở, cũng đủ để cho những người này tâm thần chấn động. Ước chừng 3 giây, không có ai một người dám nói, càng không có người nào đứng ra. Diệp Thần lại nói, bắt đầu từ hôm nay, huyết mai điện không còn tồn tại, các người có gì dị nghị không? Dị nghị người, đứng ra. Lại là một tiếng sấm tại tất cả người bên tai nổ tung. Thật đơn giản một câu nói liền xóa đi căn cơ mấy chục năm thậm chí còn mấy trăm năm huyết mai điện, cũng chỉ có xa xa thanh niên có thể làm được. Huyết mai điện mỗi một tên sát thủ, liền không dám thở mạnh một cái, huống chi dị nghị. Ai dám chọc cái này tôn sát thần nhiều người giận à? 3 giây sau này, Diệp Thần ném ra thứ 3 câu, bây giờ, các người trước mắt có 2 con đường. Thứ nhất, chết, thứ hai, thần phục, phải làm ra lựa chọn. Một câu nói này giống như trái bom nặng ký. Cái này không phải lựa chọn à. Nhất định chính là uy hiếp. Sao uy hiếp trắng trợn à. Diệp Thần mặc dù không có khí lực, hoàn toàn là nỏ mạnh chi cung, nhưng là hắn tin chắc, đám người này sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nếu như đám người này không biết tương, đối với tự mình ra tay mà nói, hắn tự nhiên có biện pháp đem đám người này xóa đi. Đây là tự tin của hắn. 1 giây, 2 giây, những máu kia mai điện sát thủ vẫn không có phản ứng. Ngay tại thứ 3 giây thời điểm, Lục Lăng Phong bước ra một bước, vượt qua chiến đảo đầu lâu. Một tiếng, quỳ một chân xuống. Huyết mai điện Lăng Phong, bái kiến điện chủ. Chiến đảo vừa chết, huyết mai điện điện chủ không còn tồn tại, mà Diệp Thần tự nhiên cướp lấy. Tất nhiên thành là mới điện chủ. Đây chính là mạnh ăn hiếp yếu quy tắc. Không chỉ như vậy, Lục Lăng Phong còn rất rõ ràng, từ tỉnh Chiết Giang bắt đầu, hắn liền bỏ lỡ vô số lần cơ hội.
Diệp Thần tốc độ trưởng thành quá nhanh, giờ phút này hắn đã thành trưởng thành một chiếc bánh xe lớn. Lần kế, có thể chính là một chiếc hàng không mẫu hạm. Nếu như hắn lại không được thuyền, tất nhiên hối hận suốt đời. Cho nên giờ phút này, hắn dứt khoát quỳ xuống, thần phục. Theo Lục Lăng Phong quỳ xuống, Lục Hàn Sương cũng là kịp phản ứng, nàng rõ ràng phụ thân phải làm gì. Phụ thân tất nhiên nhìn thấu Diệp Thần tình trạng thân thể, giờ phút này không tạo thế, còn phải chờ tới khi nào. Lục Hàn Sương cũng là quỳ xuống, huyết mai điện Lục Hàn Sương, bái kiến điện chủ. Mọi người trố mắt nhìn nhau, mấy giây sau đó, từng đạo bóng người lên lên xuống xuống. Phần lớn huyết mai điện đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Trong tròng mắt chỉ có ý thần phục. Bái kiến điện chủ. Từng đạo thanh âm chấn thiên. Thật lòng khâm phục. Bọn họ ở huyết mai điện chẳng qua là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Bị ai lợi dụng, thật ra thì đều giống nhau. Thời khắc này bọn họ chỉ muốn sống. Huống chi Diệp Thần thực lực và tuổi tác bày ở chỗ này, không thể nghi ngờ so chiến đạo còn có tư cách lãnh đạo huyết mai điện. Đi theo cường giả như vậy, mới có tư cách bước lên hoa hạ võ đạo giới đỉnh cấp. Dõi mắt toàn trường, chỉ có ba người không có quỳ xuống, bọn họ trong tròng mắt tràn đầy do dự và cừu hận. Người này đã là nỏ mạnh chi cung, vì sao phải quỳ? Dứt lời, ba người hướng Diệp Thần vọt tới. Còn không có đến gần Diệp Thần, Lục Hàn Sương và Lục Lăng Phong liền xông ra ngoài, trực tiếp lao đi, hắc quang lóe lên, kình khí bắn ra bốn phía. Lại dám điện chủ bất kính, tự tìm cái chết. Không chỉ như vậy, còn có còn lại hai vị huyết mai điện cường giả cũng là vọt tới. Sát ý ngút trời, huyết dịch vẩy. Ba đầu người lô trực tiếp bị chém đứt. Chết không nhắm mắt. Xuất thủ những người này trong lòng khôn khéo, lúc này không hướng điện chủ lấy lòng, lại phải đợi tới khi nào. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, thân thể đã khôi phục một số, hắn ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Nếu các người nhận ta là điện chủ, vậy bắt đầu từ hôm nay, các người không còn là sát thủ, mà là ta Diệp Thần người. Các người không cần giết người, là có thể nắm trong tay tài sản Phú Khả Địch Quốc. Các người như trung thành hướng ta liền cho các người cơ duyên, để cho các người bước lên hoa hạ đỉnh cấp. Các người như phản bội ta, ngoài ngàn dặm, ta cũng có thể để cho các người mộ đạo hồn diệt. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần bước chân đạp một cái. Đỉnh đầu huyết long truyền ra một đạo kinh thiên long ngâm. Trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Huyết long bàn lượn quanh hắn toàn thân. Dữ tợn, cuồng bạo, miệt thị chúng sanh. Thời khắc này Diệp Thần tựa như chân long thiên tử, càng như thần long hộ thân cái thế tiên tôn. Quanh thân tản ra ánh đỏ, trực kích tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đóng dấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng còn dư lại chỉ có sợ hãi. Bắt đầu từ hôm nay, các người tạm thời do Lăng Phong quản lý, như không hề từ, giết chết không bị tội. Mấy ngày nay, ta sẽ nghĩ biện pháp gây dựng lại huyết mai điện. Hơn nữa là huyết mai điện thay hình đổi dạng, rót vào mới huyết dịch. Cuối cùng, chuyện hôm nay không được trước bất kỳ ai tiết lộ, như có người vi phạm, hậu quả mình gánh vác. Lăng Phong và Lục Hàn Sương lưu lại, những người còn lại toàn bộ rời đi này điện. Diệp Thần không cho phép nghi ngờ thanh âm rơi xuống, đám người ngay tức thì ầm ầm tản ra. Ngắn ngủi 5 giây, đại điện dưới chỉ còn lại Diệp Thần, Lăng Phong, Lục Hàn Sương ba người. Cùng cửa đóng lại nháy mắt, Diệp Thần lại vậy không kiên trì nổi, trảm long kiếm rơi trên mặt đất, hắn thân thể ngược lại cũng hạ. Cái kết quả này so Diệp Thần dự đoán tốt hơn quá nhiều. Chém chết huyết mai điện chí ít không có dùng luân hồi mộ địa một vị đại năng. Nếu quả thật vận dụng, đó chính là dùng không đúng chỗ. Quá không đáng giá. Bất kể là tối mai u hồn giam ngục mở, vẫn là đối mặt u hồn giam ngục bên trong cường giả, biến số cũng quá nhiều. Hắn cần vậy hai vị đại năng chấn giữ. Đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Ngay tại Diệp Thần thân thể ngã xuống nháy mắt, một đạo xinh đẹp ảnh trực tiếp xuất hiện, bàn tay trắng nõn ôm ra, ôm lấy Diệp Thần. Xuất thủ chính là Lục Hàn Sương. Giờ phút này Diệp Thần gò má dán chặt Lục Hàn Sương ngực, từng luồng thơm mát, để cho người say mê, bên tai mềm mại ngực bị đè ép liền mấy phần, ướt át hết sức. Có thể Diệp Thần đã ngủ say. Hắn quá mệt mỏi. Lục Lăng Phong đi tới,
nhìn một cái Diệp Thần, thở dài một hơi, liền nói, Hàn Sương, đem điện chủ mang tới bên trong đi nghỉ ngơi, trận chiến này, hắn thân thể phỏng đoán siêu gánh vác. Nếu như trận chiến này bị những cái kia Hoa Hạ tông sư bảng danh sách trước mười mấy vị kia phát hiện, tất nhiên kinh điệu cầm, ai có thể nghĩ tới, một cái biến mất 5 năm Diệp gia phế vật, lại có thể lấy lực một người, xóa đi Huyết Mai Điện điện chủ và trưởng lão. Dù là đến bây giờ ta vậy không dám tưởng tượng. Lần này, không chỉ tỉnh Chiết Giang thời tiết thay đổi, Hoa Hạ vậy thời tiết muốn thay đổi. Nói thật, ta thật là tò mò trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì. Mặc dù như thế nói, nhưng là Lục Lăng Phong không có bất kỳ rình dập tâm. Hắn có thể làm chỉ có thần phục. Diệp Thần tốc độ trưởng thành quá nhanh, dựa theo chuyện này thái, phỏng đoán muốn không được bao lâu, toàn bộ kinh thành cũng biết vang khắp hắn uy danh. Đến lúc đó Hoa Hạ tông sư bảng thứ nhất vị kia người, phỏng đoán cũng biết đối với hắn sinh ra một tia khủng hoảng đi. Lục Hàn Sương khẽ gật đầu lô, trực tiếp đỡ Diệp Thần hướng một nơi đi. Làm đi 6-7 bước, đột nhiên, Lục Lăng Phong gọi lại Lục Hàn Sương, Hàn Sương, chờ một chút. Lục Hàn Sương thân thể ngẩn ra, mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía Lục Lăng Phong, ba, thế nào? Lục Lăng Phong con người híp lại, nghiêm túc nói, nếu như điện chủ có bất kỳ cần, người cũng muốn giỏi hơn tốt chắc chắn, điện chủ là nhân trung long phượng, người như leo lên, đối với người mà nói trăm lợi mà không một hại. Lục Hàn Sương do dự mấy giây, không có tỏ thái độ, tiếp tục đỡ Diệp Thần đi. Rất nhanh, hai người sẽ đến một nơi giường lớn trên. Bây giờ chỉ bất quá buổi chiều mà thôi, bên ngoài còn có chút mặt trời, Lục Hàn Sương dè đặt là Diệp Thần cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại một cái quần lót, lại là hắn đắp kín mền. Còn như nàng, thì yên lặng trông nom Diệp Thần bên người. Trong mắt của nàng nháy, lạnh như hàn băng gò má dần dần leo lên một tia ánh nắng đỏ rực. Nàng có thể nghe được Diệp Thần hô hấp nặng nề tiếng. Chỉ như vậy, Lục Hàn Sương nhìn Diệp Thần ước chừng 6 giờ, chẳng biết tại sao, nàng vượt xem cảm giác nhịp tim lại càng mau. Diệp Thần tựa như chính là một cái hắc động, thật sâu hấp dẫn nàng. Thậm chí để cho nàng 20 năm không có gợn sóng lòng sinh ra từng đạo rung động. Dần dần, nàng thân thể khẽ nghiêng, béo mập bờ môi muốn đến gần. Ngay tại sắp chạm được Diệp Thần nháy mắt, một đôi hàn tinh vậy trong mắt mở ra. Diệp Thần tỉnh, đôi mắt tương đối ngay tức thì, Lục Hàn Sương vội vàng đứng lên, giải thích, điện chủ, người lông mi mau lên có ít thứ, ta vốn định giúp người lấy xuống. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, chật vật đứng dậy, lấy ra hai viên đan dược, trực tiếp phục đi xuống. Đồng thời ngồi xếp bằng, chuẩn bị vận công. Lục Hàn Sương, ngươi là ta hộ pháp, không được có người bất kỳ quấy rầy. Điện chủ. Lục Hàn Sương vội vàng hướng cửa đi. Nàng ước gì lập tức rời đi nơi này. Mới vừa rồi một màn kia chân thực quá lúng túng, điện chủ sẽ không hiểu lầm cái gì đi. Lại là một tiếng sau đó, Diệp Thần chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, thương thế trên người coi là ổn định mấy phần. Chỉ bất quá gần đây sử dụng chân khí đều phải giữ ở mức độ vừa phải. Nếu như lại chi nhiều hơn thu, vậy đối với hắn tu vi đều sẽ có ảnh hưởng. Tối mai mở u hồn giam ngục, nếu như không được, cũng chỉ có thể vận dụng vậy hai vị đại năng. Diệp Thần móc túi ra liền điện thoại di động, phát ra Diệp Lăng Thiên điện thoại. Người Huyết Mai Điện hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, duy nhất để cho hắn tín nhiệm chính là Diệp Lăng Thiên. Ám điện và Huyết Mai Điện từ nào đó trình độ mà nói, coi là cùng một loại thế lực. Hắn bước đầu dự định, chính là để cho Diệp Lăng Thiên trông coi Huyết Mai Điện những cường giả này. Hắn ở kinh thành cần một đạo vô cùng lực lượng mạnh, Huyết Mai Điện đủ rồi. Điện chủ, bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm cung kính. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di ở tỉnh Chiết Giang có xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thần hỏi. Bên đầu điện thoại kia Diệp Lăng Thiên vội vàng nói, Diệp tiên sinh yên tâm, có ta ở đây, không người nào dám động hai vị tiểu thư, gần đây các nàng bận bịu tập đoàn thiên chính cùng với hạ gia công việc, rất ít đi lại lại. Huống chi bây giờ tỉnh Chiết Giang cơ hồ bị ám điện nắm trong tay, không có thế lực dám tìm chết. Diệp Thần gật đầu một cái. Sau đó phân phó nói, ta gọi điện thoại cho ngươi, là nhắc nhở ngươi một chuyện, ngươi và ám điện huynh đệ có thể chuẩn bị đạp ở kinh thành, nơi này có một đạo lực lượng cần ngươi tới trông coi. Diệp Lăng Thiên ngẩn ra,
có chút sờ không rõ điện chủ ý nghĩa, điện chủ, ngươi lời cái gì ý thức? Ta làm sao không hiểu? Còn nữa, kinh thành thế lực rắc rối phức tạp, chúng ta ám điện như thế nào đặt chân? Bây giờ lúc này, muốn ở chiếm cứ kinh thành thế lực dưới đất, quá khó khăn. Diệp Thần cười một tiếng, nói thẳng, nếu như là để cho ngươi tiếp quản Hoa Hạ lớn nhất tổ chức sát thủ đâu? Cái gì? Giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên hoàn toàn không bình tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoa Hạ đệ nhất sát thủ tổ chức chỉ có một, đó chính là Huyết Mai Điện. Mấu chốt Huyết Mai Điện trụ sở chính thực lực cực mạnh, hắn đi tiếp quản không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Điện chủ, ngài là nói Huyết Mai Điện. Diệp Lăng Thiên thanh âm run rẩy nói. Đúng, Huyết Mai Điện điện chủ và trưởng lão đều bị ta chém chết, giờ phút này bên trong là một bãi nước đọng, chờ ngươi tới kinh thành khuấy động. Còn như Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết an toàn, chỉ cần La Sát và Long Hồn bảo vệ là được, đồng thời, ta sẽ phái Huyết Mai Điện cao cấp sát thủ đi tỉnh Chiết Giang, bảo vệ các nàng. Ngươi phải làm, chính là lập tức mang ám điện tinh nhuệ, đạp ở kinh thành. Điện chủ. Điện thoại cúp, Diệp Thần đi tới bên cửa sổ, trên cao nhìn xuống nhìn kinh thành ngoại thành phía tây hắc đêm. Đây là hắn bước vào kinh thành bước đầu tiên. Hắn muốn xây dựng một người để cho Hoa Hạ cao cấp võ đạo gia tộc run rẩy thế lực. Bây giờ Huyết Mai Điện còn chưa xứng, ám điện cũng không xứng. Nhưng là lấy sau đó, cái này hai cái thế lực hợp thể, lại hơi thêm huấn luyện, tuyệt đối có tư cách dung chuyển kinh thành Giang gia cùng với Lâm gia. Hắn muốn Giang gia vị kia nắm trong tay hết thảy cụ già hối hận. Hắn càng muốn đích thân mang phụ mẫu bước lên Giang gia. Bọn họ không cần Giang gia thừa nhận, vậy không lạ gì. Thậm chí muốn không được bao lâu, vậy cao cao tại thượng Hoa Hạ Giang gia, thì phải đem tư thái thả vào thấp nhất, ngẩng đầu nhìn lên cả nhà bọn họ. Đây là hắn Diệp Thần kiêu ngạo. Sau đó, Diệp Thần lại đang Huyết Mai Điện nán lại mấy giờ, cũng đem Diệp Lăng Thiên số điện thoại nói cho Lục Lăng Phong. Cái này sau đó, Huyết Mai Điện và ám điện dung hợp, toàn quyền giao cho hai người. Nếu như có người phản bội, cũng hoặc là tiết lộ tiếng gió, trực tiếp xóa bỏ xử lý. Cái thế lực này bây giờ cần ẩn núp. Cùng hoàn toàn hiển lộ lúc đó, chính là hắn bước lên Giang gia lúc. Diệp Thần nhìn một chút thời gian, đến buổi tối lúc này 11 giờ, liền rời đi Huyết Mai Điện, hướng kinh thành Đại học Sư Phạm phương hướng đi. Diệp Thần bước ra Huyết Mai Điện thời điểm, nhìn một chút thời gian, đã buổi tối 11 giờ. Cũng nên rời đi. Hắn bước ra Huyết Mai Điện trận pháp thời điểm, liền chú ý tới một chiếc Maybach ngừng ở cách đó không xa. Loại này đồng ruộng hoang phế vùng lân cận, xuất hiện loại xe này bản thân chính là bất ngờ. Bất quá rất nhanh hắn liền bừng tỉnh tới đây, chiếc này Maybach là hạng thừa đông xe. Cửa xe mở ra, hạng thừa đông vội vội vàng vàng đi ra. Diệp tiên sinh, ngài lại có thể đi ra. Thời khắc này hạng thừa đông trong lòng thậm chí có chút khẩn trương. Huyết Mai Điện lực lượng gì, hắn rất rõ ràng, người bình thường tiến vào trong đó, căn bản không có thể còn sống đi ra. Nhưng là Diệp Thần thật hoàn hảo không hao tổn trở về. Mấu chốt trên mình còn lưu lại nồng đậm máu tanh chi vị. Chết chí ít 10 người trở lên. Chẳng lẽ Diệp Thần thật trấn áp Huyết Mai Điện? Tàn sát? Làm sao có thể? Diệp Thần không cần phải qua giải thích thêm cái gì. Chỉ hỏi, vậy u hồn giam ngục người gần đây liên lạc với ngươi liền sao? Hạng thừa đông lắc đầu một cái, nàng đã đem thời gian địa điểm cũng cho biết ta, Diệp tiên sinh ngài cũng biết, chờ 24 giờ sau. Diệp Thần hướng Maybach chỗ phía sau đi, phân phó nói, đưa ta kinh thành Đại học Sư Phạm. Cửa xe đóng lại. Hạng thừa đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, để cho tài xế lái xe, còn như chỗ phía sau thì để lại cho Diệp Thần một người. Cho hắn an tĩnh tuyệt đối. Diệp Thần nhắm mắt lại, chuẩn bị điều chỉnh hô hấp, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Đột nhiên, túi hắn điện thoại vang lên. Để cho hắn bất ngờ là lại Ngụy Dĩnh mẫu thân. Hắn vốn định ngủm, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nhận. Chuyện gì? Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngụy mẫu nghe được điện thoại tiếp thông, thở ra một hơi, vội vàng kích động nói, tiền bối, ta muốn hỏi một chút. Dĩnh Nhi và ngươi ở một chỗ sao? Lúc buổi tối ta gọi điện thoại cho nàng, nàng bên kia rất ồn ào,
nói là về nhà gọi điện thoại cho ta, nhưng là đến bây giờ, ta cũng không có nhận được nàng điện thoại, mấu chốt nàng điện thoại vậy không người tiếp, cho nên ta hỏi một chút tiền bối. Diệp Thần con ngươi híp lại, đột nhiên nghĩ đến Ngụy Dĩnh buổi sáng đưa điểm tâm thời điểm, mời hắn buổi tối tham gia hiệu trưởng tổ chức cái việc gì động. Hắn lúc ấy cự tuyệt, phỏng đoán Ngụy Dĩnh buổi tối hẳn là đi tham gia hoạt động này. Ngày hôm nay trường học có việc động, có thể quá ồn không có nghe được, ta bây giờ ở bên ngoài, đợi một hồi ta trở về giúp ngươi lưu ý một chút. Diệp Thần nói, cảm ơn tiền bối, thật đặc biệt cảm ơn. Điện thoại cúp, Diệp Thần tiếp tục nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp. 20 phút sau đó, Diệp Thần xuống xe, chưa có trở về mình giáo viên nhà trọ, mà là thời gian đầu tiên đi đối diện gõ cửa một cái. Nhưng là Ngụy Dĩnh trong nhà trọ căn bản không có người. Hắn thậm chí dùng linh thức cảm ngộ một phen, không có bất kỳ kết quả gì. Còn chưa có trở lại. Diệp Thần nhớ ra cái gì đó, từ luân hồi mộ địa lấy ra một phần văn kiện. Trên văn kiện có một bản danh thiếp, phía trên có hiệu trưởng điện thoại. Hắn dựa theo trên danh thiếp dãy số bấm điện thoại, không lâu lắm, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, ai nha, tối khuya còn có nhường hay không người ngủ. Diệp Thần nhướng mày một cái, cảm giác được có cái gì không đúng. Vậy hoạt động là hiệu trưởng tổ chức, kết quả hiệu trưởng lại đang ngủ. Ta là Diệp Thần. Thật đơn giản bốn chữ, trực tiếp để cho bên đầu điện thoại kia hiệu trưởng tỉnh hồn lại. Hắn lại là đổi một loại giọng đối với Diệp Thần nói, cái đó thủ trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng mà biết Diệp Thần sau lưng có quân đội bối cảnh. Hơi lơ là, hắn vị trí cũng không đảm bảo à. Cho nên bỏ mặc nói thế nào, vị gia này nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Ngươi bây giờ ở đâu? Diệp Thần chất vấn. Thủ trưởng, ta ở nhà à, ngày hôm nay uống một chút rượu, về đến nhà ngay tại ngủ bù. Trường học bên kia xảy ra chuyện sao? Ngụy Dĩnh chưa có trở về. Hiệu trưởng ngẩn ra, suy nghĩ một chút, liền nói, hoạt động hơn 9 giờ liền kết thúc, ta nhớ Ngụy lão sư bị mấy cái nữ lão sư kéo đi ca hát, thật giống như sau đó Ngô Phàm và Trịnh Thụy bọn họ cũng đi, đều là trẻ tuổi lão sư, ca hát một chút rất bình thường, thủ trưởng ngươi đây là. Địa chỉ, Diệp Thần ra lệnh. Hiệu trưởng bị sợ hết hồn, nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Hẳn là kinh thành quảng trường Thiên Hoa ca nhạc địch. Điện thoại trực tiếp cúp. Nguyên bản mấy cái lão sư tụ họp vậy không coi vào đâu, nhưng là Ngô Phàm và Trịnh Thụy đi, hắn cũng cảm giác được không đúng. Chỉ mong Ngụy Dĩnh không nên xảy ra chuyện. Nói thế nào đi nữa, Ngụy Dĩnh cũng là hắn ở kinh thành đại học sư phạm số lượng không nhiều bằng hữu. Mấu chốt hắn từ trên người đối phương chân chân thiết thiết cảm thấy một vẻ quan tâm hiền hòa ý. Ngay tại lúc này, Diệp Thần điện thoại trong tay vang lên. Điện tới biểu hiện chính là Ngụy Dĩnh. Hắn vừa định tiếp thông, bên đầu điện thoại kia liền cúp. Diệp Thần con người hiện lên một tia lạnh ý, không có vào trong bóng tối. Bỏ mặc nói thế nào, đã 12 giờ, một cô gái ở bên ngoài vậy không an toàn, nếu cũng đáp ứng Ngụy mẫu, cũng nên đem đối phương mang về. Kinh thành quảng trường Thiên Hoa, lầu 6 ca nhạc địch. 007 Chí Tôn phòng riêng. Ngụy Dĩnh sắc mặt ửng đỏ, có chút men say. Nàng không thích uống rượu, càng không thích loại này ca hát tụ họp, nhưng là ngày hôm nay lại trùng hợp là tiếng Anh tổ một vị lão sư sinh nhật. Đối phương mọi thứ khẩn cầu, nàng chỉ có thể tới. Dẫu sao cùng một phòng làm việc, nếu như không cho mặt mũi, thì thật không nói được. Có thể là sau khi đến, nàng hối hận, rõ ràng là đối phương sinh nhật. Đám người này lại một mực để cho nàng uống rượu, nàng né mấy lần, càng là muốn rời khỏi. Nhưng là vị kia người được chúc thọ lại nói, chỉ có uống một ly, mới có thể coi là lên chúc phúc. Một ly xuống bụng, đã để cho không biết uống rượu Ngụy Dĩnh men say 10 phần, trong dạ dày rất là khó chịu. Nàng cự tuyệt tiếp theo tất cả mời rượu, liền yên lặng ở trong góc ngồi. Bây giờ nàng hai chân có chút như nhũn ra, muốn trở về cũng không khả năng. Chỉ có thể chờ say tản mất một ít, trở về nữa. Nhưng là say không chỉ không có tản mất dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nặng, nàng nằm trên ghế salon, cảm giác ý thức có chút không biết, theo bản năng liền nhấn một cái khẩn cấp điện thoại. Hy vọng Diệp Thần có thể tới tiếp một chút nàng. Cái này khẩn cấp điện thoại là Diệp Thần trước thiết định, nhưng là còn không có phát hình, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong buồng.
chính là Ngô Phàm. Không chỉ như vậy, Ngô Phàm sau lưng còn có một cái cao lớn người đàn ông khí chất bất phàm, cả người tây trang, xem tròng mắt của nàng để cho nàng rất không thoải mái. Ngô Phàm cúp đang phát hình điện thoại, đưa điện thoại di động đặt ở Ngụy Dĩnh Không với tới địa phương. Ngụy lão sư, ngươi là uống say sao? Vừa vặn ta phải đi về, nếu không đưa ngươi hồi giáo viên nhà trọ. Ngô Phàm cười nói, người ở bên ngoài xem ra rất là thân sĩ. Ngụy Dĩnh lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua tình, làm sao sẽ để cho Ngô Phàm đưa nàng trở về, nàng hừ lạnh nói, không cần. Đưa điện thoại cho ta. Ngô Phàm nhún vai một cái, Ngụy lão sư, điện thoại di động không sẽ ở đó sao, chính ngươi cầm không được sao? Ngụy Dĩnh đưa tay ra muốn lấy điện thoại di động, nhưng là toàn thân có chút như nhũn ra, phương hướng cảm đều không cách nào bả khống. Có mấy cái nữ lão sư nhận ra được nơi này tình trạng, bản muốn tới trợ giúp Ngụy Dĩnh, Ngô Phàm cầm lên một cái micro, đối với tất cả mọi người nói, các vị lão sư dừng một chút, ta cho mọi người giới thiệu một chút, bên cạnh ta anh đẹp trai này kêu La Uy. Là kinh thành ngàn hoa khách sạn thiếu chủ, cũng là bạn tốt của ta một trong, mới vừa ở quảng trường Thiên Hoa đụng phải, tới đây và mọi người lên tiếng chào hỏi. La gia nhưng mà kinh thành danh môn vọng tộc nha, mấu chốt là thiếu còn độc thân nha. Lời này vừa nói ra, tầm mắt mọi người đều rơi vào La Uy trên mình. Kinh thành quảng trường Thiên Hoa nhưng mà kinh thành top 10 chàng sở giải trí một trong, người sau lưng, bỏ mặc tài sản nội tình và thực lực tuyệt đối khủng bố. Càng là mấu chốt La Uy lại tự mình tới và mọi người chào hỏi, cái này làm cho những cái kia nữ lão sư có dũng khí bị hạnh phúc đập choáng váng cảm giác. Ngô Phàm nhìn tất cả mọi người vậy sợ hãi và mong đợi ánh mắt, cười lạnh một tiếng, La Uy sở dĩ sẽ tới nơi này, căn bản không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì Ngụy Dĩnh. Nếu Ngụy Dĩnh như vậy hạ tiện, cho Diệp Thần thằng nhóc kia chơi, còn không bằng tiện nghi bọn họ hai cái. Bây giờ Ngụy Dĩnh trạng thái đã men say 10 phần, tuyệt đối là nhất cơ hội tốt. Chuyện này chỉ cần La Uy tham dự, hắn chút nào không cần lo lắng Ngụy Dĩnh trả thù. La ra một tay che trời, Ngụy Dĩnh coi như báo C, A thì như thế nào? La Uy nhìn một cái gương mặt đỏ bừng Ngụy Dĩnh, con người tràn đầy tà dục, sau đó hướng mọi người nói, ta đi qua kinh thành đại học sư phạm nhiều lần, đã từng còn nghe qua một vị giáo sư giờ học. Đối với chư vị lão sư rất là bội phục, như vậy đi, cái này phòng riêng quá nhỏ, ta an bài một cái lớn hơn phòng riêng ở số 001, tối nay rượu cùng phục vụ toàn bộ ta trả tiền. Mọi người tới liền bây giờ đi. Đám người nhất thời một hồi hoan hô, La Uy ở các nàng trong mắt chính là điển hình con nhà giàu đẹp trai. Sau đó, rối rít đứng dậy, hướng một cái khác phòng riêng đi. Có mấy cái trẻ tuổi nữ lão sư nhìn một cái Ngụy Dĩnh. Vốn muốn đi đỡ, La Uy trực tiếp lạnh lùng nói, Ngụy lão sư dáng vẻ hẳn không có thể lại ca hát, phái ta tài xế đưa nàng trở về đi thôi, mọi người yên tâm, là một cái nữ tài xế. Ở ta địa bàn, ta tự nhiên muốn phục vụ thật là lớn nhà. Cái đó trẻ tuổi nữ lão sư có chút do dự, nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, hướng bên ngoài đi. Giờ phút này, trong phòng riêng, chỉ còn lại Ngô Phàm và La Uy. Hai người trong mắt đều tràn đầy sao sao. Ngô Phàm từ túi cầm ra một cái, mà La Uy thì đi ra bên ngoài, đối với cửa hai vị hộ vệ nói, coi giữ cửa, không cho phép bất kỳ người nào vào. Thiếu gia. Phòng riêng cửa đóng lại, Ngụy Dĩnh nhìn trước mặt hai cái người đàn ông cảm giác được không đúng, kích động nói, các người muốn làm gì? Ngô Phàm cười lạnh một tiếng, hai nam một nữ, còn có thể làm gì? Ngụy Dĩnh. Nếu người tiện nghi cái đó mới tới Diệp Thần, chẳng lẽ lại không thể tiện nghi chúng ta? Ngụy Dĩnh sắc mặt tái nhợt, ngay tức thì tỉnh rượu mấy phần, theo bản năng liền bắt được điện thoại di động. Ngô Phàm, người giàu gì cũng là lão sư, người đây là biết pháp phạm pháp. Thả ta đi. Ngụy Dĩnh đứng lên, nhưng là hai chân mềm nhũn, lại là ngã xuống trên ghế salon. Ngô Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía La Uy nói, La Thiếu, ngài tới trước. Ta cho ngươi quay phim. La Uy gật đầu một cái, đầu lưỡi khạc ra, liếm liếm bờ môi, sau đó lại là cởi áo ra, hướng Ngụy Dĩnh đi. Giờ khắc này, Ngụy Dĩnh luống cuống, nàng cũng không muốn đám người này ô nhục mình rõ ràng, nàng theo bản năng đưa tay ra, bắt được một cái không chung rượu sao sao, trực tiếp ném ra ngoài. Bành!
lại chính xác không có lầm đập vào La Uy trên trán. Một tia máu tươi rỉ ra. La Uy đưa tay ra sờ một cái, khi thấy lòng bàn tay lại là máu, hoàn toàn nổi giận. Cỏ con mẹ nó, một cái gái điếm thúi còn trang liệt nữ, ngày hôm nay lão tử liền mẹ hắn làm chết ngươi. Ngô Phàm, giúp ta đè lại nữ nhân này cổ, nàng dám động một cái, liền tát một cái. Ngay tức thì hai cái người đàn ông hướng Ngụy Dĩnh nhào tới. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ hốt hoảng tới cực điểm. Thời điểm buổi sáng nàng đến lượt và Diệp Thần như nhau cự tuyệt. Nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Ngay tại hai người cách nàng chỉ có một mét khoảng cách, bành. Một tiếng vang thật lớn. Bao xương cửa kiếm trực tiếp nổ, mảnh vỡ bắn tung tóe đầy đất. Không chỉ như vậy, hai người hộ vệ càng bị ném vào, đầy búng máu tươi. Thấy một màn này, La Uy và Ngô Phàm đều ngơ ngẩn. Hai đạo ánh mắt đồng loạt bắn về phía cửa phương hướng, một người thanh niên tựa như âm hồn vậy đứng ở cửa. Cặp kia tràn đầy lửa giận ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Diệp Thần. Ngô Phàm thấy cái này quen thuộc bóng người, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn liền ngã xuống. Hắn nhưng mà bị người này âm ảnh bao phủ qua. Trên người bây giờ còn tất cả đều là tổn thương, chưa có hoàn toàn hết bệnh. Mấu chốt cái này Diệp Thần làm sao tới? Hắn xác định Diệp Thần không tới nơi này, mới quyết định động thủ à? Giáo sư Diệp Ngụy Dĩnh đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã đi tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần một cái tay vòng quanh qua Ngụy Dĩnh thắt lưng, một cổ nhàn nhạt khí lưu bao quanh trước nàng. Để cho nàng cảm giác rất thư thích, say vậy dần dần phát ra. Giáo sư Diệp, người tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Dĩnh thanh tỉnh mấy phần, kích động nói. Nếu như không phải là Diệp Thần, ngày hôm nay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cười một tiếng, mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta, để cho ngươi hồi điện thoại cho nàng rất lo lắng. Ngươi đi ra ngoài trước gọi điện thoại đi, ta có một số việc muốn cùng bọn họ nói một chút. Ngụy Dĩnh ngẩn ra, nàng mơ hồ đoán được sẽ phát sinh cái gì, vốn muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn là không có nói ra miệng. Nàng yên lặng đi ra, ở cuối hành lang, bấm mẫu thân điện thoại. Mà giờ khắc này, bên trong bao xương, Ngô Phàm hoàn toàn bị sợ hãi ăn mòn, một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Giáo sư Diệp, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. La Uy nhíu mày một cái, một mặt không vui nhìn về phía Ngô Phàm, nói, Ngô Phàm, ngươi mẹ hắn là có bệnh à, quỳ cái gì? Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần bước chân đạp một cái. Một cổ khí lưu từ mặt đất hướng lên vọt tới. Vậy tán rơi trên mặt đất lớn nhỏ miếng thủy tinh mảnh toàn bộ trôi lơ lửng. Một màn này, trực tiếp đem La Uy và Ngô Phàm sợ không nhẹ. Đây là cái gì thông thiên thủ đoạn? Hoàn toàn vi phạm thông thường à? La Uy lại là cảm giác được hai chân đang kịch liệt run rẩy, một cổ chết ý lại bao quanh hắn. Ngô Phàm không để ý tới hết thảy, vội vàng nói, giáo sư Diệp. Hết thảy các thứ này đều là La Uy sai khiến, không liên quan chuyện của ta. Ngươi muốn tìm tìm hắn. Đối với Ngô Phàm mà nói, đắc tội La Uy, có thể phải chịu đựng La gia lửa giận, ở kinh thành không ở nổi, nhưng là đắc tội Diệp Thần, vậy cũng có thể liền không sống qua ngày mai à. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua Ngô Phàm, cười lạnh một tiếng, ngày hôm qua bởi vì Ngụy Dĩnh ở đây, ta hạ thủ lưu tình, hôm nay, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta tác thành. Dứt lời, Diệp Thần cánh tay nhẹ nhàng vung lên, vậy vô số mau miếng thủy tinh, giống như ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng Ngô Phàm đi. Rào, một tiếng, trường kiếm liền đụng vào Ngô Phàm trên thân hình. Vô số miếng thủy tinh mảnh, trực tiếp xuyên thấu. Hắn thân thể càng giống như là bị vỡ ra tới. Ngô Phàm trong miệng từng ngụm khạc máu tươi, hoàn toàn ngã trên đất, không có hy vọng sống. Cực điểm. Nhìn bên người Ngô Phàm thi thể, La Uy cơ hồ hóa đá, con ngươi chỉ có lạnh như băng hoảng sợ. Ta! La Uy mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần năm ngón tay một chảo, vậy đi vi trực tiếp xuất hiện ở bên trong tay hắn, càng bị hắn bóp nát mấy phần. Sau đó, cánh tay chấn động một cái, bị phá hư đi vi trực tiếp xuyên qua La Uy khẽ nhếch miệng. La Uy con ngươi trợn to, một cổ nghẹt thở cảm giác tấn công tới, trong cơ thể kình khí lăn lộn.
hắn ngũ tạng lục phủ tựa như đều ở đây bị một cổ khí lưu chấn động. Toàn bộ chấn vỡ. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ngươi không có bất kỳ lựa chọn, duy nhất có chỉ có quyền lực chết. 10 giây sau đó, lão uy xanh cả mặt, trong mắt trắng bệch, tràn đầy tia máu, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Từ đầu tới cuối, Diệp Thần trong mắt không có bất kỳ nhiệt độ, hắn cho cần phải kình gửi một cái tin nhắn ngắn, liền hướng cuối hành lang Ngụy Dĩnh đi tới. Đi thôi. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Ngụy Dĩnh cúp điện thoại, nhìn một cái phòng riêng, vậy bọn họ hai cái. Ta liền cảnh cáo mấy câu, bọn họ sớm rời đi, sẽ không cử động nữa ngươi, bây giờ hẳn ở trên đường, đi thôi. Diệp Thần nói tiếng nói không có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ bất quá con đường này, không phải đường trở về, mà là dưới đất đường suối vàng. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, và Diệp Thần hướng dưới lầu đi tới, nhưng là đi mười mấy bước, liền cảm giác hai chân như nhũn ra. Say mặc dù tỉnh mấy phần, nhưng là hệ thống thần kinh vẫn bị tê dại. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thân thể hơi khom người, lên đây đi. Ngụy Dĩnh do dự mấy giây, vẫn gật đầu, tay thanh tú vòng quanh qua Diệp Thần cổ. Thân thể càng nằm ở Diệp Thần sau lưng. Vậy mềm mại ngực chỉ như vậy đè, cơ hồ biến hình. Sau đó, Ngụy Dĩnh cảm giác được một đôi có lực cánh tay chỉ như vậy xuyên qua mông của nàng bộ, ở bắp đùi bộ lướt qua. Loại cảm giác này, tựa như chạm điện. Nàng thậm chí không nhịn được rên rỉ đứng lên. Diệp Thần thân thể dừng lại mấy giây, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này, Ngụy Dĩnh gương mặt đỏ hơn. Nàng căn bản không nghĩ tới mình lại có thể sẽ phát ra loại thanh âm này. Mấu chốt Diệp Thần cánh tay thỉnh thoảng chạm được cái mông và bắp đùi cảm giác, quá tốt. Loại cảm giác này giống như, nàng không nói được. Thời khắc này nàng thậm chí có thể cảm nhận được quần lót chỗ nhiều một tia ướt át. Diệp Thần đem Ngụy Dĩnh gánh xuống lầu dưới, may bách liền ngừng ở ven đường. Hai người lên xe, xe liền trực tiếp lái về phía kinh thành Đại học Sư phạm. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần cuối cùng đem Ngụy Dĩnh đưa về giáo viên nhà trọ. Ngụy Dĩnh đã hoàn toàn thanh tỉnh, cho Diệp Thần rót một ly trà, nói cảm tạ, giáo sư Diệp, ngày hôm nay nếu như không có ngươi, thật không biết sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả, ta ở chỗ này cảm ơn ngươi. Diệp Thần khoát khoát tay, không cần phải cảm ơn, lần sau loại tụ hội này ít tham gia, còn có nếu như ai khuyên ngươi uống rượu, đổ sạch chính là... Người tử lượng kia, căn bản không có tư cách cụng rượu. Ngụy Dĩnh gương mặt ửng đỏ, gật đầu một cái, giáo sư Diệp, ta biết. Diệp Thần chân thực không thích giáo sư tiếng xưng hô này, liền nói, người ta tuổi tác không kém nhiều lắm, người liền trực tiếp kêu ta Diệp Thần đi, cái này giáo sư hai chữ cũng đem ta kêu lão. Xì, một tiếng, Ngụy Dĩnh cười lên, chợt gật đầu một cái, được. Diệp Thần nhìn Ngụy Dĩnh nở rộ nụ cười. Thở dài một hơi, sau đó tầm mắt rơi vào Ngụy Dĩnh trên cổ dây chuyền. Dây chuyền kia trung gian địa phách huyền thạch mờ đi mấy phần, phỏng đoán chấn áp không được quá lâu. Cái này Ngụy Dĩnh thật ra thì vậy coi là đáng thương. Sanh ra được liền dính vào sát huyết hàn thể. Nàng vốn định mang Ngụy Dĩnh bước lên tu luyện một đường, nhưng là dưới mắt hắn không có thích hợp Ngụy Dĩnh tu luyện công pháp, chỉ có thể tạm thời gác lại. Sát huyết hàn thể. Giống vậy công pháp có thể không áp chế nổi. Chỉ mong tiếp theo có đầy đủ cơ duyên đạt được vậy lạnh vô cùng công pháp. Mẹ nàng cho hắn địa phách huyền thạch để cho hắn được lợi rất nhiều, đây là duy nhất hồi báo phương thức. Diệp Thần đứng lên, cũng không muốn qua quấy rầy nhiều, hắn cảnh giới còn không có hoàn toàn đột phá, lần trước bởi vì huyết mai điện sát thủ xuất hiện mà cắt đứt, cũng nên tiếp tục nhặt lên. Lại qua 20 cái giờ, chính là u hồn giam ngục lúc mở ra. Hắn thực lực càng mạnh, phần thắng lại càng lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần liền phân phó nói, ngươi tắm, sớm nghỉ ngơi một chút, ta trở về. Ngụy Dĩnh gặp Diệp Thần phải đi, trong lòng lại sinh ra một tia thất lạc ý, thậm chí cảm thấy Diệp Thần có chút không hiểu phong tình, chẳng lẽ đối với Diệp Thần mà nói, mình dung mạo và vóc người không có sức hấp dẫn. Nàng xem ngực mình và chân dài, đầy đặn mà thon dài, chẳng lẽ Diệp Thần một chút hứng thú cũng không có. Cửa đóng lại, cả nhà chỉ còn lại Ngụy Dĩnh một người. Ngụy Dĩnh chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới mới vừa rồi Diệp Thần gánh nàng lúc cảm giác, mặt nàng leo lên đầy ánh nắng đỏ rực, lại là từ từ đem ngón tay nhỏ nhắn hướng nhạy cảm đất mò đi.
Nàng không có nói qua yêu, nhưng là chung quy là một người phụ nữ, cũng cần thỏa mãn mình nhu cầu sinh lý. Nếu như mới vừa rồi Diệp Thần cưỡng ép đẩy ngã nàng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng. Bởi vì khi đó đã tình đến chỗ sâu. Rất nhanh, Ngụy Dĩnh liền cắn bờ môi, phủ mị hết sức, bên trong nhà lại là truyền tới nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Diệp Thần tự nhiên không biết cách vách sự tình phát sinh, thời khắc này hắn ở bên trong phòng vốn định đột phá cảnh giới, nhưng phát hiện phá thiên kiếm ý một kiếm, đối với hắn đan điền tổn thương vẫn còn ở. Rất hiển nhiên, tại thân thể chưa có hoàn toàn khôi phục trước, hắn không có thể đột phá. Nếu không đan điền tuyệt đối không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Mấu chốt loại này tổn thương giống vậy đan dược căn bản không có biện pháp. Thử một lần có thể luyện chế hay không vậy ngưng cốt hồi thần đan. Diệp Thần lấy ra bách thảo đỉnh, bắt đầu luyện đan. Ngưng cốt hồi thần đan cấp bậc không thấp, ở Côn Lôn hư thời điểm, dù là lão đầu tự tay hướng dẫn hắn, hắn vẫn luyện chế thất bại. Lần này, hắn ngưng tụ chân hỏa, lại là đem dược vương cốc lấy được một ít dược liệu chân quý toàn bộ ném nhập trong đó. Cơ hồ ngay tức thì, một cổ cường đại năng lượng ở bách thảo đỉnh trong ngưng tụ. Mấy giây sau đó, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp ở bách thảo đỉnh trong bùng nổ. Một tiếng, tựa như nổ, Diệp Thần toàn thân lại là biến thành màu đen, khá là chật vật. Quả nhiên, muốn luyện chế ngưng cốt hồi thần đan loại cấp bậc này đan dược, đối với ta lại nói rất mệt khó khăn. Hắn cho dù dị bẩm thiên phú, nhưng là luyện đan chỉ bất quá 5 năm mà thôi. Thời gian 5 năm, mới có thể có bây giờ thực lực đã rất đáng sợ. Chẳng lẽ đan điền thật tu bổ không được? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên. Muốn tu bổ đan dược, vì sao còn phải như vậy phiền toái? Luyện đan một đạo, ở ta linh phù một đạo trước mặt, chỉ có thể coi là bàng môn tả đạo mà thôi. Linh phù có thể cứu người, cũng có thể giết người tại vô hình, càng không biết đối với thân thể ngươi tạo thành tổn thương, bước ngang qua cảnh giới trên. Nghe được cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần ngẩn ra, chợt hướng chung quanh nhìn lướt qua. Căn bản không có người. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, cầm ra đá màu đen. Luân hồi mộ địa hoàn toàn hiện lên trước mắt. Quỷ dị chính là vậy cũng lấy dẫn động hai tòa mộ bia, trong đó một tòa lại hoàn toàn vỡ vụn. Vị kia đại năng lại đi ra. Luân hồi mộ địa vị thứ tư đại năng, Linh Phù Minh, Thương Hải Bình. Mấu chốt hắn căn bản không có dẫn động à. Mênh mông đất đai, tương lai cải cách, trong hỗn loạn, rồng rắn cũng dậy, ai là chân long, ai lại là con kiến hôi. Hoặc là thiên địa chúng sanh, đều có thể thành rồng. Tông môn, tiên đạo, thế gia, man tộc, ma thần, yêu nghiệt, vu nói, trăm ngàn thế lực, ở ta trong mắt, lại coi là cái gì. Linh phù có thể chém hết thảy. Vậy thanh âm già nua vang lên lần nữa. Diệp Thần theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ gặp một cái ông già trôi lơ lửng tại chân trời. Dưới chân hắn lại đạp một đạo lưu quang. Lưu quang trên, có cổ xưa phù văn. Ông già người mặc một kiện xanh lơ cẩm bào, giữa eo cột một cây thương xanh hổ văn thân mang, như thác tóc trắng không gió mà bay, một đôi con ngươi trong suốt dùng mình không tới đáy mắt, thân thể hơi có vẻ còng lưng. Tay áo tung bay. Trong trẻo lạnh lùng hình bóng tựa như cùng thiên địa hòa hợp, cũng đem mình tim phổi, cả người, cũng may nhập mờ mịt thương khung, chỉ có gió lạnh sóc sóc cậy thế chân trời chảy vào càng sâu xa thế giới. Tung bay ư như di thế độc lập, vũ hóa mà lên tiên. Trời à, ngươi! Thời khắc này Diệp Thần thật là xem thế là đủ rồi. Linh Phù Minh Thương Hải Bình tựa hồ rất hưởng thụ giờ khắc này, nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không muốn nói, Linh Phù một đạo. Quá mức mạnh mẽ. Diệp Thần liếc một cái Thương Hải Bình, kích động nói, thật ra thì ta muốn nói, ngươi làm sao đi ra à? Ngươi coi như trễ mười mấy giờ ra làm cũng được à? Diệp Thần cũng không muốn không lãng phí một lần cơ hội à? Loại này lá bài tẩy phải dùng ở lưỡi đao trên. Thương Hải Bình liếc một cái Diệp Thần, một bước bước ra, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Ngươi cái này ngu muội sau lưng. Thật không rõ luân hồi mộ địa tại sao phải lựa chọn ngươi. Ngươi nếu muốn biết một ít chuyện, ta liền nói cho ngươi, nếu như ta không ra tay, chí ít có thể tồn tại 3 ngày. Ngươi hiện ở đan điền vấn đề, ta Thương Hải Bình có thể giúp ngươi giải quyết.
thậm chí có thể để cho ngươi đổi được mạnh hơn. Diệp Thần lúc này mới tỉnh táo lại, đây đối với hắn mà nói, là kết quả tốt nhất. Tiền bối, xin ra tay. Diệp Thần chắp tay một cái nghiêm túc nói. Thương Hải Bình đối với Diệp Thần thái độ coi như hài lòng, ta Thương Hải Bình cả đời không có học trò, ngươi có bằng lòng hay không thành là ta học trò, đem linh phù chi đạo phát huy. Diệp Thần gật đầu một cái, học trò nguyện ý. Được, Thương Hải Bình gật đầu một cái, cánh tay vung lên, không khí lại ngưng tụ ra một đạo giấy vàng. Sau đó, Thương Hải Bình ngón tay lượn lờ, vô số chân khí phun trào, vậy giấy vàng trên lại xuất hiện mấy cái chữ viết cổ xưa. Chữ viết vừa ra, toàn bộ luân hồi mộ địa cũng chấn động lên. Bùa này tên là ngưng đan phù, không chỉ có thể cường hóa đan điền, càng có thể chữa đan điền, liền làm vi sư đưa lễ vật cho ngươi đi. Dứt lời, Thương Hải Bình trong tay lại bắn ra một đạo máu tươi. Máu tươi đụng vào trên linh phù, lại đốt đốt. Ánh lửa lại là 7 màu ánh sáng, cực kỳ sáng chói. Ngưng! Thương Hải Bình một chỉ điểm ra, một cổ cường đại khí lưu ở luân hồi mộ địa trong phun trào, vậy 7 màu ngọn lửa trực tiếp hướng Diệp Thần đan điền đi. Ngọn lửa hoàn toàn không có vào. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân hết sức nóng ran, huyết dịch tựa như cũng đốt đốt, sôi trào mọi thứ. Mà trong cơ thể hắn đan điền lại bị một đạo hỏa quang bao trùm. Đan điền ngay tức thì khổng lồ mấy phần, vô số chân khí hướng 4 phương 8 hướng tràn ra. Vậy vốn có chút vết rách chỗ rách, ở ngọn lửa bọc dưới, lại một điểm một giọt khỏi rồi đứng lên. Quá thần kỳ! Diệp Thần thậm chí cảm giác mình bị một dòng nước ấm bọc. Không chỉ như vậy, ngày hôm qua hấp thu địa phách huyền thạch lúc hơi ngừng đột phá ý, như nước thủy triều vậy hướng hắn vào tới. Lại phải đột phá. Diệp Thần cảm giác trong cơ thể khí huyết dâng trào, quanh thân linh khí phun trào. Cửu Thiên Huyền Dương Quyết bị vận chuyển tới trình độ cao nhất, Diệp Thần thân thể lại là truyền ra đùng đùng thanh âm. Luân hồi mộ địa vô số linh khí hướng Diệp Thần thân thể phun trào đi. Loại cảm giác này quá đã. Thương Hải Bình liền nhìn như vậy Diệp Thần, không nói gì, thằng nhóc này bây giờ chỉ bất quá khí động cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Cảnh giới này tuy nhiên đối với thế giới bên ngoài mà nói, rất mạnh, nhưng là cùng những tên kia so với, chênh lệch chân thực quá lớn. Đã như vậy, ta chúc ngươi giúp một tay. Dứt lời, Thương Hải Bình ngón tay bóp quyết, ánh sáng tím lóe lên, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đạo cổ xưa linh phù. Linh phù chẳng những thu nhỏ lại, quay lại biến thành một viên quang cầu. Đi! Theo Thương Hải Bình ra lệnh một tiếng, quang cầu trực tiếp chui vào Diệp Thần ấn đường. Toàn bộ luân hồi mộ địa nhất thời truyền tới một đạo long khiếu. Trên bầu trời huyết long hư ảnh lại lấy mắt thường tốc độ tăng trưởng đứng lên. Cả người lại là quấn vòng quanh một đạo thần bí ánh sáng tím. Diệp Thần mạnh, thì huyết long mạnh, một người một rồng, vốn là một thể. Thời gian phân giây trôi qua, linh khí mãnh liệt. Diệp Thần sắc mặt thống khổ, nhưng ngồi như chuông lớn, đồ sộ không nhúc nhích. Oanh! Như vậy cục diện kéo dài không biết bao lâu thời gian, rốt cuộc một hồi kinh khủng đợt khí nổ tung. Diệp Thần quanh thân phun trào ra một đạo tiếp theo một đạo đột phá ý. Quanh thân áp chế lực lượng toàn bộ phóng thích. Trực tiếp vượt qua đến khí động cảnh tầng thứ 7. Cùng lúc đó, kinh thành một nơi cổ xưa đài võ đạo hạ. Giang Kiếm Phong đứng ở phía dưới, hơi thở phun trào. Mà trên đài, chính là hắn hôm nay muốn khiêu chiến người. Chỉ cần đánh bại người này hắn là có thể ở Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 9 vị trí, bước ra một bước dài. Đây đối với Giang gia thậm chí còn đối với toàn bộ Hoa Hạ đều có rất trọng yếu ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, một cái gầy gò nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, Giang tiên sinh, ngươi để cho ta lưu ý vậy Diệp Thần, hắn ngày hôm nay có thể phải xảy ra chuyện. Giang Kiếm Phong con ngươi đông lại một cái, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Ngày hôm nay hẳn là u hồn giam ngục ngày mở ra đi, lấy thằng nhóc kia thực lực, hắn hẳn không vào được. Còn như xảy ra chuyện, ta xem hắn không giống như là dễ dàng chết hiểu số mệnh. Gầy gò nam tử lắc đầu một cái, Giang tiên sinh, sự việc không có như thế đơn giản, ta nghe nói huyết mai điện trụ sở chính đã ở kinh thành đại học sư phạm bầy thiên la địa võng, vận dụng hơn 10 vị cao cấp sát thủ chuẩn bị chém chết Diệp Thần. Giang Kiếm Phong hơi có chút bất ngờ, cái này huyết mai điện cũng quá coi trọng Diệp Thần liền đi,
vận dụng nhiều như vậy sát thủ. Đây là thật không định cho thằng nhóc kia đường sống. Tin tức này ngươi chắc chắn sao? Gầy gò nam tử móc ra máy tính bảng, ghi danh một cái địa chỉ trang web, thề thành khẩn nói, bây giờ cơ hồ toàn bộ thế giới dưới đất đều biết Diệp Thần tên, chuyện này không sai được, liền liền huyết mai điện trang web lên vậy treo lên liền chém chết Diệp Thần. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì giờ khắc này, huyết mai điện trang web thay đổi hoàn toàn. Sát thủ thuê bảng, săn giết bảng, treo giải thưởng hệ thống, nhiệm vụ phát vải bản khối, cùng với đầu bản chém chết Diệp Thần tranh ảnh đều biến mất. Thay vào đó là thứ nhất thông báo. Từ mấy ngày sắp tới, huyết mai điện lại không tiếp nhận bất kỳ ám sát nhiệm vụ, trước đây tiếp nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ, tất cả kim tiền và đồ cũng sẽ trả lại cho người thuê. Từ nay về sau, huyết mai điện không còn tồn tại, tất cả sát thủ trực thuộc ám điện quản khống, lấy ám điện điện chủ vi tôn. Giang Kiếm Phong phát giác không đúng, hỏi thế nào? Gầy gò nam tử đem máy tính bảng đưa cho Giang Kiếm Phong. Giang Thiên Sinh, chính ngươi xem. Giang Kiếm Phong nhận lấy máy tính bảng, nhìn lướt qua bình trên nền nội dung, con ngươi hơi co rúm một cái, diễn cảm phải nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Huyết mai điện đây là đang chơi cái gì? Nhiều năm như vậy vốn đều không gặp. Hoa Hạ đệ nhất sát thủ tổ chức lại nữa tiếp nhận vụ giết người. Như vậy cũng tốt so một con mãnh hổ không ăn thịt, chỉ ăn cỏ vậy. Điều này sao có thể? Hắn nhìn một cái địa chỉ trang web, chắc chắn không có đăng nhập sai lầm. Trong lòng lại nổi lên một đạo gợn sóng. Giang Tiên Sinh, cái này huyết mai điện rốt cuộc chơi vậy một ra. Còn nữa, ám điện vậy là cái gì thế lực? Ta nhớ tỉnh Chiết Giang bên kia có một cái ám điện, hẳn là trùng tên. Dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, cái nào thế lực dưới đất có tư cách ăn huyết mai điện? Giang Kiếm Phong suy tư mấy giây, ngẩng đầu lên nói, xem ra, huyết mai điện xảy ra chuyện. Hơn nữa lần này xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng, chiến đảo phải chết, có người nắm trong tay huyết mai điện. Nếu không lấy chiến đảo tính cách, tuyệt đối không thể nào làm ra loại này hoang đường sự việc. Bất quá, ta đây là tò mò, có ai tư cách động huyết mai điện? Có thể chém chết chiến đảo người, thực lực cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ là Lâm Tuyệt Long? Gần đây Lâm Tuyệt Long ở nơi nào? Gầy gò người đàn ông lập tức hủy bỏ nói, Giang Tiên Sinh, Lâm Tuyệt Long bên kia ta vẫn nhìn chằm chằm vào, hắn không có rời đi Lâm ra, một mực đang tu luyện, hẳn không thể nào là Lâm Tuyệt Long nơi là. Không phải hắn, Giang Kiếm Phong con người cực kỳ nghiêm túc. Đối phó huyết mai điện, những lão gia hỏa kia khẳng định sẽ không xuất thủ, gia tộc cao cấp càng không biết lấy mình tư thái đi đụng chạm huyết mai điện. Bởi vì một khi như vậy, vô cùng có thể diệt huyết mai điện, còn gây ra cả người thịt sống. Những người này cũng không ra tay, người đó sẽ vào lúc này động thủ. Ngay tại lúc này, Giang Kiếm Phong trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh. Bóng người ngạo nghễ hậu thế, đỉnh đầu có một cái huyết long hư ảnh. Diệp Thần. Nhưng là rất nhanh, hắn liền đem cái ý niệm này bỏ đi. Diệp Thần mặc dù dị bẩm thiên phú, vô cùng cái tiềm lực. Nhưng là bây giờ muốn tiêu diệt huyết mai điện cơ hồ không thể nào. Nếu như lại qua mấy chục năm, cùng Diệp Thần bước vào Hoa Hạ võ đạo giới chóp đỉnh thời điểm, cái này còn có chút có thể. Được rồi, chuyện này ngươi đi thật tốt điều tra. Huyết mai điện xảy ra chuyện, chưa chắc không phải chuyện tốt. Thằng nhóc kia vận khí không tệ, huyết mai điện đã như vậy, vậy cũng không khả năng tìm hắn phiền toái, hắn hoặc giả là chuyện này lớn nhất người được lợi. Bắt đầu từ hôm nay, phỏng đoán kinh thành một ít thế lực muốn hoàn toàn tẩy bài, phỏng đoán tất cả mọi người đều đang điều tra cái này ám điện điện chủ rốt cuộc là người nào, có ý tứ, thật biết điều. Nhớ, ngươi nếu như có bất kỳ đầu mối nào, cũng thời gian đầu tiên đến tìm ta. Gầy gò nam tử ngẩn ra, sắc mặt có chút cổ quái, Diệp Thần nhưng mà Giang gia nghiệt chủng, lão gia hận thấu xương tồn tại, bây giờ Giang tiên sinh thái độ như thế. Đây chính là phiến Giang lão gia tử mặt à. Giang tiên sinh. Dĩ nhiên, gầy gò nam tử chẳng qua là một người làm, tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, hắn có thể làm chỉ tiếp tục điều tra huyết mai điện. Đài võ đạo, Khải. Giang Kiếm Phong, mời lên đài. Trên đài võ đạo, một giọng già nua vang lên. Giang Kiếm Phong không nghĩ nhiều nữa, một bước bước ra, quanh thân kình khí lăn. Đi thẳng tới trên đài. Hoa Hạ cao cấp tông sư đánh một trận, thì phải mở.
Kinh thành Đại học Sư phạm, buổi sáng 10 giờ. Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, hơi thở cực kỳ cường hãn. Khí động cảnh tầng thứ 7 coi như là hoàn toàn vững chắc. Ban đầu lão đầu nói Hoa Hạ là hắn thời cơ, hắn vốn đang nhìn hờ hững, bây giờ nhìn lại, lão đầu nói không sai à. Nếu như ở Côn Lôn Hư, hắn căn bản không có thể nhanh như vậy bước vào khí động cảnh tầng thứ 7. Nói không chừng bây giờ còn đang khai nguyên cảnh quanh quẩn. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thần không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là Ngụy Dĩnh. Cửa mở ra, Ngụy Dĩnh hôm nay mặc trước nghề trang, khéo léo hào phóng, cầm trong tay hai bản tài liệu giảng dạy, nhìn dáng dấp mới vừa xong giờ học. Diệp Thần, buổi sáng ta cho ngươi mang theo điểm tâm, nhưng là sợ ồn ào ngươi ngủ, liền ở trên cửa treo điểm tâm, không nghĩ tới ngươi bây giờ mới dậy, cái này điểm tâm cũng lạnh. Ngụy Dĩnh nhíu mày nói. Diệp Thần nhìn lướt qua Ngụy Dĩnh trong tay điểm tâm, cười một tiếng, không có sao, ta gian phòng có lò vi ba, ta nóng nóng là được. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị nhận lấy điểm tâm thời điểm, Ngụy Dĩnh thân thể lui về sau một bước. Cái này sữa đậu nành nhất định là không thể uống, ta vừa vặn buổi sáng giờ học lên xong, cho ngươi làm chút đồ ăn, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Ngụy Dĩnh liền hướng nhà của mình đi. Diệp Thần biết đây là Ngụy Dĩnh ở báo ân. Dẫu sao mình ngày hôm qua giúp nàng. Cái này nha đầu. Không lâu lắm, Ngụy Dĩnh nhà trọ liền truyền đến một đạo mùi thơm. Diệp Thần, người mau tới, có thể ăn. Ngụy Dĩnh thúc giục. Trong một đêm tu luyện, Diệp Thần quả thật có chút đói, ngay tức thì đem trên bàn món ăn ngon vét sạch. Khoan hãy nói, Ngụy Dĩnh điểm tâm lại phong phú lại món ăn ngon, và tôn gì có liều mạng. Ngụy Dĩnh gặp Diệp Thần ăn xong rồi điểm tâm. Gương mặt ửng đỏ, từ trong túi móc ra hai tấm vé rạp phim, nhăn nhó nói, Diệp Thần, tối hôm nay 12 giờ, có bộ phim buổi ra mắt phim, tiếng đồn không tệ, ta vừa vặn có hai tấm phiếu, ngươi có nguyện ý hay không thưởng cái mặt. Đây là nàng lần đầu tiên mời người đàn ông xem phim, trong mắt của nàng đều là ngượng ngùng. Thật ra thì ý nghĩa đã rất rõ ràng. Diệp Thần nhìn một cái Ngụy Dĩnh trong tay vé rạp phim, tự nhiên không thể nào đáp ứng. Tối hôm nay 12 giờ u hồn giam ngục mở, hắn nào có tâm tư nhìn cái gì điện ảnh à? Ngụy Dĩnh, ta buổi tối có chút chuyện, lần sau rồi hãy nói. Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại ngẩn ra, trong mắt đều là thất lạc, ai có thể nghĩ tới nàng lại cũng có bị cự tuyệt một ngày. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, có phải hay không bởi vì mình quá chủ động, đối phương mới như vậy. Vậy được, lần sau đi. Diệp Thần ăn điểm tâm xong. Liền trở lại gian phòng của mình, một đạo thân ảnh tuôn ra ngoài, chính là Thương Hải Bình. Đồ nhi, cô gái kia nhưng mà sát huyết hàn thể, nàng máu có thể rất quý báu, nếu như dùng nàng toàn thân máu tới luyện chế linh phù, thậm chí có thể đạt tới đóng băng ngàn dặm hiệu quả. Diệp Thần nghe được Thương Hải Bình lại đánh Ngụy Dĩnh chú ý, lạnh lùng nói, đừng đánh nàng chú ý, người nói đóng băng ngàn dặm, ta không quan tâm. Người còn dư lại hai ngày nhiều thời gian. Dạy ta linh phù. Thương Hải Bình thở dài một tiếng, sát huyết hàn thể lại xuất hiện ở một cô gái trên mình, cái này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nói không chừng sẽ khuấy động mảnh thiên địa này. Đồ nhi, tu luyện một đạo, bản thân chính là tàn khốc, nếu như bị người khác phát hiện, cô gái này là sát huyết hàn thể, cũng biết cướp đoạt nàng máu tươi, dùng để luyện đan và chế phù, thả tác thành người khác, không bằng tác thành ngươi. Diệp Thần con người hiện lên lạnh, gần từng chữ, không nên đánh nàng chú ý, ta không muốn lặp lại lần thứ ba, ta mặc dù là đồ đệ của ngươi, nhưng là ta lại là luân hồi mộ địa mộ chủ, ta có cái này tư cách. Thương Hải Bình lắc đầu một cái, ngón tay bóp quyết, một đạo chữ viết cổ xưa xông ra, được, hôm nay ta liền dẫn ngươi bước vào linh phù một đạo. Theo Thương Hải Bình lời nói rơi xuống, Diệp Thần quanh thân bao quanh vô số cổ xưa phù văn. Phù văn tràn đầy vô cùng lực lượng mạnh, có bất đồng thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ sấm. Đồ nhi, linh phù một đạo, có thể nói và võ đạo có rất lớn khác biệt, cũng có thể nói không có khác biệt, linh phù chẳng qua là thi triển võ đạo một loại phương thức khác. Một phù dưới, có thể diệt mọi người, càng có thể ngàn dám giết người. Bất đồng linh phù, có bất đồng thuộc tính, bất đồng lực lượng, lấy chân khí ngưng phù, lấy máu tươi khu phù. Cường đại linh phù, có thể chớp mắt bây giờ hủy diệt một tòa thành trì.
thậm chí ngươi dưới chân đạp hoa hạ đất đai, cũng có thể mất đi. Ngươi bây giờ phải làm là ngưng tụ bổn mạng linh phù, một khi ngươi ngưng tụ ra bổn mạng linh phù, liền đại biểu ngươi có tư cách bước vào linh phù một đạo. Theo Thương Hải Bình thanh âm không ngừng vang lên, vậy vây quanh Diệp Thần vô số phù văn cổ xưa toàn bộ chui vào Diệp Thần trong đầu. Không chỉ như vậy, từng đạo pháp quyết, vậy xuất hiện ở Diệp Thần thức hải. Loại cảm giác này vi diệu đến trình độ cao nhất. Diệp Thần dần dần ngồi xếp bằng, mặc cho vậy từng cái cổ xưa phù văn ở hắn thân thể loạn đụng. Hắn chăm chỉ cảm ngộ. Bây giờ tiến vào ngươi trong đầu phù văn là trong dòng sông dài lịch sử xuất hiện qua, ngươi bổn mạng phù văn hẳn ở bên trong, xem ngươi có thể ngưng tụ vậy một đạo đi. Thương Hải Bình hai tay chắp sau lưng, chờ đợi Diệp Thần lựa chọn. Hắn đối với Diệp Thần không có kỳ vọng quá lớn. Dẫu sao tu vi quá thấp, cái này muôn vàn phù văn, có thể ngưng tụ một đạo lại là biết bao khó khăn à. 10 phút trôi qua, Diệp Thần không có động tĩnh chút nào. 1 giờ trôi qua, vẫn như vậy. Thương Hải Bình khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, một tiếng cũng ngưng tụ không ra một đạo bổn mạng linh phù, chẳng lẽ cái này luân hồi mộ địa mộ chủ căn bản không thích hợp linh phù một đạo. Hắn rất rõ ràng, cao nhất một tiếng đã qua, lại tiếp theo. Coi như Diệp Thần ngưng tụ ra một đạo linh phù, chắc cũng là cái loại đó cực kỳ thông thường tồn tại. Hắn cả đời này, định trước không thích hợp con đường này. Thôi, thằng nhóc này có thể liền thích hợp tên kia giết hại chi đạo, định trước cùng linh phù một đạo vô duyên. Thương Hải Bình lắc đầu một cái, đối với Diệp Thần mất nhìn vào trình độ cao nhất. Hắn chủ động lao ra mộ bia trong, liền là muốn trợ giúp Diệp Thần mấy phần, bây giờ nhìn lại, hắn hỗ trợ. Đối với tên này căn bản không có dùng. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, vậy tràn vào Diệp Thần trong cơ thể vô số phù văn lại toàn bộ vọt ra. Lao ra nháy mắt, toàn bộ vỡ vụn. Thê thảm không nỡ nhìn. Cái này. Giờ khắc này, Thương Hải Bình giật mình, giếng cổ không dao động diễn cảm lại xuất hiện vẻ hoảng sợ. Lấy tiểu tử này tu vi, căn bản không có tư cách bài xích những phù văn này. Nhưng là trước mắt nghe thấy lại là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Thương Hải Bình nghĩ tới một loại có thể, chẳng lẽ người này bổn mạng linh phù, ở trong dòng sông dài lịch sử căn bản không tồn tại. Cũng hoặc là nói, hắn bổn mạng linh phù cực kỳ đặc thù đến áp đảo hết thảy trên. Ung ung, ngoài cửa sổ sấm tiếng vang lên, Diệp Thần trong cơ thể huyết long vọt ra. Trên cao nhìn xuống nhìn hết thảy. Không chỉ như vậy. Một đạo kim đỏ giao thoa phù văn lại từ Diệp Thần ấn đường xông ra. Phù văn vừa ra, cả nhà cũng chấn động lên. Có thể gặp cái này bổn mạng linh phù có kinh khủng dường nào. Thương Hải Bình sắc mặt cơ hồ tái nhợt, lại là hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì liền liền hắn cũng không cách nào rình dập bổn mạng kia phù văn huyền cơ. Thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch gì à? Phù văn kia xông ra nháy mắt. Thậm chí liền trong cơ thể hắn bổn mạng linh phù vậy chấn động, tựa như sợ hãi vạn phần. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng. Hắn muốn nhìn rõ bổn mạng kia linh trên phù hết thảy, nhưng phát hiện một cổ lực lượng ngăn cản hắn. Tựa như thiên cơ che phủ. Tầm thường, cũng hoặc là thiên tài. Thương Hải Bình khẳng định, Diệp Thần tất nhiên là người sau. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng luân hồi mộ địa tại sao phải lựa chọn Diệp Thần. Người này nếu như không phải là bọn họ trăm người người xoay mình, ai lại có cái này tư cách? Diệp Thần mi tâm vậy đạo bổn mãng linh phù chỉ xông ra mấy giây, liền lại tiêu tản ra. Phốc! Diệp Thần chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, chân thực không nhịn được, khạc ra một ngụm máu tươi. Mở mắt ra, hết thảy dị tượng biến mất. Sư phụ, ta thất bại sao? Thương Hải Bình lắc đầu một cái, vô cùng hắn phức tạp nhìn một cái Diệp Thần. Khạc ra một câu nói thật đặc biệt mẹ yêu nghiệt. Người bổn mãng linh phù đã thành, chỉ bất quá có chút cổ quái, bây giờ ta đem một ít thứ chuyển đến ngươi thức hải để cho ngươi cảm ngộ, bởi vì ngươi tu vi có hạn, chỉ có thể một số. Nói xong, Thương Hải Bình chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường, một cổ tin tức lưu tràn vào trong đó. Diệp Thần cơ hồ ở trong phòng nán lại dòng dã một ngày. Đối với linh phù một đạo hiểu vậy càng ngày càng sâu. Bất chi bất giác đêm đã khuya. Đến buổi tối 8 giờ, khoảng cách u hồn giam ngục mở, dưới mắt chỉ có 4 tiếng. Hạng Thừa Đông điện thoại vậy gọi lại.
Diệp tiên sinh, ta đã đến kinh thành Đại học Sư phạm phía Bắc Hồ Vân Hòa. Diệp Thần hơi kinh ngạc, sớm như vậy. Người nọ mặc dù nói là buổi tối 12 giờ, nhưng là ta sợ tạm thời trở quẻ, liền tới sớm một chút, hiện ở bên này có một cổ cực mạnh trận pháp khí ở đáy hồ chấn động, u hồn giam ngục cửa vào cũng nhanh mở ra. Hạng Thừa Đông nhìn Hồ Vân Hòa nghiêm túc nói. Đã như vậy, ta cũng chuẩn bị tới đây, người ở ngoài sáng, ta ở trong bóng tối. Diệp Thần nói. Diệp. Thanh âm hơi ngừng. Diệp Thần tự hồ nghe được dòng điện phá hư thanh âm. Hắn rất rõ ràng, Hạng Thừa Đông xảy ra chuyện. Diệp Thần không do dự nữa, bước chân một bước, trực tiếp từ sân thượng nhảy xuống. Chân khí tác dụng với hai chân trên, vững vàng đạp ở trên mặt đất. Sau đó, lại là cấp tốc hướng kinh thành Đại học Sư phạm phía Bắc Hồ Vân Hòa đi. Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới, ở rơi xuống đất nháy mắt. Sau lưng nàng một cô gái con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Thiếu nữ chính là Ngụy Dĩnh. Thời khắc này Ngụy Dĩnh cầm trong tay một ít quà vặt và bánh mì, vốn định cho Diệp Thần đưa đi, miễn được hắn lại không ăn điểm tâm, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần lại trực tiếp ở nàng trước mặt nhảy lầu. Mấu chốt một chút việc cũng không có à. Nàng biết Diệp Thần và mẫu thân là một loại người, biết công phu, nhưng là công phu này vậy quá quỷ dị đi. Mang một tia tò mò, Ngụy Dĩnh bước nhanh đi theo lên. Cùng lúc đó, Hồ Vân Hòa. Hạng Thừa Đông điện thoại đã hoàn toàn bị hỏng. Một cái khá là người phụ nữ hấp dẫn từ trong bóng tối đi ra, người phụ nữ ăn mặc vớ cao màu đen, dưới chân là một đôi giày cao gót, sao, tóc thật cao bàn khởi. Tại đại học bên trong như vậy trang điểm, tất nhiên là lão sư. Nhưng là Hạng Thừa Đông rất rõ ràng. Người này chính là một mực ẩn núp trong bóng tối u hồn giam ngục người. Hạng Thừa Đông, người mới vừa rồi là đang cùng ai gọi điện thoại đâu? Diệp tiên sinh, lại là ai? Người phụ nữ từng bước hướng Hạng Thừa Đông tới, mặc dù khí thế rất mạnh, có thể Hạng Thừa Đông không sợ chút nào, cười lạnh nói, ta cùng ai gọi điện thoại, và ngươi có quan hệ thế nào, mời ngươi làm rõ ràng, là các người u hồn giam ngục cầu ta tới. Nữ người đi tới liền Hạng Thừa Đông bên người, tháo xuống mắt kính gọng đen, nhàn nhạt nói, mỗi một người đều thích ngụy trang, ta như vậy, người vậy như vậy, chắc hẳn mấy ngày trước u hồn giam ngục trận pháp bị phá sự việc, và ngươi cũng có một ít quan hệ đi. Ta có thể hay không như thế hiểu, trong miệng ngươi Diệp tiên sinh, chính là sau lưng nắm trong tay hết thảy người. Hạng Thừa Đông nghe được người phụ nữ lần nữa nhắc tới Diệp tiên sinh, cánh tay vung lên. Hừ lạnh nói, ta lặp lại lần nữa, ta không biết trong miệng ngươi Diệp tiên sinh là ai. Người phụ nữ nhìn trước mặt sóng biếc nhộn nhạo Hồ Vân Hòa, từ trong túi móc ra một túi nữ sĩ thuốc lá, rút ra một cây, đốt. Khói mù lượn lờ, rất có một phen ý cảnh. Ngươi không nói vậy không sao cả, ta có kiên nhẫn ở nơi này chờ, phỏng đoán vậy Diệp tiên sinh sẽ đến ngay đi. Ngươi biết ta tại sao lựa chọn Hồ Vân Hòa chỗ này sao? Người phụ nữ nhìn một cái Hạng Thừa Đông, gặp đối phương không nói lời nào, khóe miệng ngạo nghễ rất rõ ràng. Bởi vì nơi đây thích hợp ta thi triển thuật pháp, ở trận pháp bị phá sau đó, ta cũng biết u hồn giam ngục mở lúc đó, tất nhiên có người sẽ đến tìm chết, nơi đây thiên la địa võng, có chút phiền toái, ta sẽ ở u hồn giam ngục mở trước, liền xóa sạch. Hạng Thừa Đông diễn cảm khẽ biến, không nói gì. Hắn căn bản không nghĩ tới. Đối phương lại có thể giữ lại một tay. Mấu chốt người phụ nữ này có thể có cái gì thuật pháp? Người phụ nữ cầm trong tay khói dập tắt, có nhiều hứng thú nhìn về phía Hạng Thừa Đông, tiếp tục nói, quên tự giới thiệu mình, ta kêu Bạch Giao, là u hồn giam ngục Bạch trưởng lão nữ nhi. Nghe được câu này, Hạng Thừa Đông lại cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn đi qua u hồn giam ngục mấy lần, tự nhiên nghe nói qua u hồn giam ngục Bạch trưởng lão tên chữ. Danh tự này ở u hồn giam ngục không biết để cho nhiều ít cường giả văn gió táng đảm. Bạch trưởng lão, thuật pháp thông thần, thường thường không cần ra tay, cũng đủ để nghiền ép mọi người. Có thật nhiều nguyên bản ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật võ đạo cường giả, chính là bị bạch trưởng lão tự tay mang về u hồn giam ngục. Mà trước mắt Bạch Giao, từ nàng tự tin trình độ tới xem, thực lực tuyệt đối không kém. Hạng Thừa Đông, người tựa hồ rất khẩn trương. Bạch Giao lạnh nhạt nói, Hạng Thừa Đông tự nhiên sẽ không thừa nhận, ta khẩn trương cái gì,
các người u hồn giam ngục cố nhiên thần bí, nhưng là ta thân phận, các người cũng không có tư cách động. Bạch Dao gật đầu một cái, người nói không sai, ta tự nhiên sẽ không động ngươi, cố nhiên biết ngươi đối với u hồn giam ngục bất lợi, ta cũng sẽ không động ngươi, ta chân chính cảm thấy hứng thú là người sau lưng ngươi. Nói xong, Bạch Dao vỗ tay một cái, hướng về phía Hồ Vân Hòa nói, các người đi ra đi. Ngay tại lúc này, mặt hồ bình tĩnh sinh ra từng đạo sóng gợn. Rào, một tiếng, trong nước lại xông ra mười mấy đạo thân ảnh. Mười mấy người rơi vào trên bờ, trực tiếp quỳ xuống Bạch Dao trước mặt bái kiến đại nhân. Hạng Thừa Đông thấy cái này mười mấy người, con người xúc tới cực điểm, hắn rất rõ ràng, cái này Bạch Dao, lần này đến có chuẩn bị. Nàng hẹn ở Hồ Vân Hòa, không chỉ là vì mở u hồn giam ngục, càng vì ở chỗ này chu diệt Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh phá u hồn giam ngục trận pháp, tất nhiên tức giận, cái này Bạch Dao chính là chuẩn bị trả thù. Hạng Thừa Đông, ngươi cảm thấy những người này hơn nữa ta, có thể ngăn cản trong miệng ngươi Diệp Tiên Sinh sao? Bạch Dao trong giọng nói tràn đầy khinh thường và kiêu ngạo. Nếu như không phải là phá trận ngày đó, nàng vừa vặn không ở kinh thành đại học sư phạm, người kia tại sao có thể được như ý? Chắc hẳn tên kia sớm đã chết ở nàng thuật pháp dưới. Hạng Thừa Đông nhìn một cái mình báo phế điện thoại di động, biết bây giờ muốn điện thoại di động thông báo Diệp Thần đã không được, sau đó lại nghĩ tới điều gì, liền đối với Bạch Dao nói, còn có 4 tiếng mở u hồn giam ngục, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ngay tại Hạng Thừa Đông chuẩn bị bước ra một bước thời điểm, Bạch Dao ngón tay bóp quyết, một đạo phù văn trực tiếp rơi ở dưới chân của hắn. Một giây kế tiếp, kim quang lóe lên, hắn phát hiện mình hai chân lại bị cầm giữ. Không chỉ như vậy, hắn võ đạo thực lực lại vậy bị phong tỏa. Thấy một màn này, hắn sắc mặt đại biến, đây là cái gì thủ đoạn? Ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ liền ta tự do cũng dám trói buộc, ta nhưng mà Dược Minh Lý sự trưởng. Hạng Thừa Đông lạnh như băng gầm thét chi tiếng vang lên, tràn đầy vô tận tức giận. Bạch Dao hai tay bao bọc ở ngực, Hạng Thừa Đông, nếu ngươi tới sớm mấy giờ, liền chớ đi. Ngươi cũng đừng nghĩ vùng vẫy. Ta cái này thuật pháp ngươi không phá được, nơi đây còn bị ta trước thời hạn thiết trí đại trận, không có ta giải cấm thuật, bất kỳ võ đạo lực đều không cách nào thi triển, không quá ta người có thể không bị ảnh hưởng. Hạng Thừa Đông nghe được thứ lời này, mặt đỏ tới mang tai, mắng liền một câu, thật con mẹ nó hèn hạ. Bạch Dao mặt mũi không có một tia chập chờn, xoay người, tầm mắt rơi vào một nơi bóng tối đất, nàng đã phát hiện nơi đó có một cái bóng đen đang cấp tốc cướp tới. Nàng rất rõ ràng, Hạng Thừa Đông sau lưng Diệp Tiên Sinh, rốt cuộc đã tới. Diệp Tiên Sinh, Hạng Thừa Đông muốn lên tiếng, nhưng phát hiện quỷ dị kia thuật pháp lại che giấu hết thảy. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Nghe nói u hồn giam ngục rất nhiều trưởng lão đều đi qua núi Côn Lôn, chẳng lẽ cái này thuật pháp đến từ ở trong đó địa phương? Nếu không tại sao biết cái này sao mạnh? Trong bóng tối. Vậy cấp tốc bóng người dần dần chậm lại. Diệp Thần bước chân lại là dừng lại, hắn có thể cảm giác được rõ rệt mặt đất có một đạo chập chờn. Cái này chập chờn cảm rất quen thuộc. Thương Hải Bình dạy hắn linh phù chi đạo. Chỉ bất quá cảm giác này rất yếu, thậm chí liền Thương Hải Bình dạy hắn yếu nhất vậy đạo linh phù vậy kém hơn. Có chút ý tứ. Bạch Dao tự nhiên chú ý tới Diệp Thần, trong mắt mang một chút hứng thú, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Tầm mắt rõ ràng. Nàng vốn cho là Hạng Thừa Đông trong miệng Diệp Tiên Sinh ít nhất là một cái trung niên nam tử, lại không nghĩ rằng như vậy trẻ tuổi. Nói hắn là kinh thành sư phạm sinh viên đại học cũng không quá đáng. Như thế trẻ tuổi có thể có cái gì võ đạo thực lực? Mấu chốt loại người này là làm sao phá hỏng u hồn giam ngục trận pháp? Chẳng lẽ là kinh thành đại học sư phạm đêm chạy học sinh? Nơi đây không phải ngươi nên tới. Bạch Dao trong tay bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, ánh sáng hoa phá trường không, mang theo cuồn cuộn đợt khí hướng Diệp Thần đi. Coi như đối phương là học sinh phổ thông, giết liền giết, nàng không quan tâm chút nào. Người bình thường số mệnh ở nàng trong mắt không đáng giá một đồng. Diệp Thần thấy vậy đạo ánh sáng màu vàng hừ lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một đạo đao gió trực tiếp phá không đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Hai đạo lực lượng đánh vào nhau, khí ba hướng bốn phương tám hướng đụng,
vùng lân cận hai cây cây tùng trực tiếp bị chấn đoạn. Bạch Giao xác định Diệp Thần thân phận, liền lạnh lùng nhìn hắn, chất vấn, u hồn giam ngục cửu cung bát quái trận là ngươi phá. Ngươi chính là hạng thừa đông người sau lưng. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn một cái cách đó không xa không nhúc nhích hạng thừa đông, sau đó tầm mắt rơi vào Bạch Giao trên mình, ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ liền mở u hồn giam ngục, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắn giọng nói vô cùng hắn lạnh như băng, giống như là ra lệnh vậy. Bạch Giao tựa như nghe được cái gì trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, cười khanh khách. Ngươi tha ta không chết, u hồn giam ngục cần ta máu tươi, thuật pháp cùng với chìa khóa đồng thời mở ra, ngươi như có năng lực này, liền tới lấy đi, thật là một thứ không biết chết sống. Một giây kế tiếp, nàng vung tay lên, nói thẳng, động thủ đi, chém nước tiểu tử này tay chân, mang tới ta tới trước mặt. Nhớ phải sống, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Dạ, đại nhân. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy đạo thân ảnh xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong tay lại là rối rít xuất hiện một đạo hàn quang. Sắc bén tựa như xé không khí, làm cho lòng người sợ hãi tới cực điểm, từng đạo vết kiếm như một cái lưới lớn, chặt chẽ không ra gió, hướng Diệp Thần bao phủ đi. Diệp Thần cứ như vậy đứng, thậm chí liền giơ tay lên cử động cũng không có. Hắn thừa nhận những người này võ đạo thực lực rất mạnh. Nếu như là mấy ngày trước mình có thể còn biết sợ hãi mấy phần, nhưng là bây giờ, đám người này thật không đủ nhìn. Bạch Giao cứ như vậy hai tay ôm ở ngực, trong miệng đốt một cây nữ sĩ thuốc lá, nhởn nhơ nhìn. Thời khắc này nàng giống như là đứng ở trên đỉnh núi nữ vương, lạnh mắt nhìn mình tướng sĩ tàn sát. Nhiều người như vậy, nếu như cũng không bắt được một cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ, vậy thì thật quá buồn cười. Nàng thật ra thì thật là tò mò. Tên này có cái gì bản lãnh phá hỏng cửu cung bát quái trận? Chẳng lẽ trên mình cất giấu bí mật gì vũ khí? Xa xa. Diệp Thần nhìn vậy từng đạo bóng người cướp tới, trong mắt không có chút nào chập chờn. Sẽ ở đó tấm kiếm khí ngưng tụ lưới lớn phải rơi vào Diệp Thần trên người nháy mắt. Diệp Thần động. Hắn bước ra một bước, một tiếng gầm lên, một quyền trực tiếp đánh ra. Đan điền chân khí phun trào đến trong quả đấm. Nặng nề tiếng nổ nổ tung. Một quyền này mặc dù đơn giản, nhưng là bộc phát ra uy lực, cực kỳ kinh khủng. Một quyền lực, ánh đỏ bung ra, như núi lở đất mòn. Trước mặt cái này mười mấy vị con kiến hôi, một quyền đủ rồi. Kiếm phong ngưng tụ lưới lớn trực tiếp bị Diệp Thần một quyền vô tình xé. Không chỉ như vậy, vậy mười mấy người trường kiếm trong tay lại trực tiếp vặn vẹo mở. Đùng đùng rơi ở trên mặt đất. Cầm đầu mấy người cảm giác được không đúng, muốn cấp tốc lui về phía sau, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Diệp Thần lại là một quyền đánh ra. Thế công như thủy triều, khí thế bừng bừng, mỗi đạo quyền ảnh rơi xuống, cũng tóe ra điếc tai tiếng nổ. Cuồng gió gào thét, đợt khí cuộn sạch, đầy trời khắp nơi, đều là quyền ảnh. Vậy mười mấy người thân thể toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phàm là bị quyền ảnh đập trúng. Không phải hộc máu, chính là thân thể nổ tung. Thân thể chia năm xẻ bảy. Trong chốc lát, nơi này lộ ra cực kỳ một màn quỷ dị. Một người thanh niên thế công như thủy triều, vậy nguyên bản chiếm cứ quyền chủ động mười mấy người căn bản không cách nào làm bị thương Diệp Thần chút nào. Thậm chí mỗi một người đều bay ra ngoài. Người ngưỡng mã phiên, máu tươi tiệm nhiễm. Một màn này, để cho xa xa Bạch Giao và hạng thừa đông, trợn mắt hốc mồm. Cái này, rốt cuộc là làm sao làm được? Thân máu thịt một quyền lại có thể đập ra bóng kiếm. Hơn nữa còn là mười mấy đạo kiếm ảnh à. Hạng thừa đông biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là gặp qua Diệp Thần dẫn động thiên lôi phá vỡ trên người hắn u hồn giam ngục thuật pháp, nhưng chưa từng gặp qua Diệp Thần ra tay. Nhưng mà thời khắc này một quyền, nhưng triệt để rung động hắn. T. Cái này mẹ hắn vậy quá biến thái đi. Hoa hạ võ đạo giới lúc nào xuất hiện thứ nhân vật như vậy? Hạng thừa đông thậm chí chắc chắn, như thực lực này, phỏng đoán muốn không được bao lâu, Diệp Thần tên chữ thì biết vang khắp hoa hạ võ đạo giới. Thậm chí có thể bước vào hoa hạ tông sư bảng trước 10 vị trí. Thành là hoa hạ cao cấp một trong cường giả. Hạng thừa đông kinh ngạc, Bạch Giao hồi nào không kinh ngạc. Miệng nàng bên trong ngậm nữ sĩ thuốc lá vậy rơi ở trên mặt đất. Con người bởi vì rung động chừng lớn tới cực điểm.
Bất quá cái này một vẻ khiếp sợ rất nhanh liền tiêu tán, thay vào đó là khóe miệng nàng lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Bót bót bót, Bạch Giao lại vỗ tay. Nàng lạnh nhạt nhìn thi thể trên đất và máu tươi, nhàn nhạt nói, không thể không nói, người võ đạo thực lực rất mạnh, nhưng là cái thế giới này võ đạo thực lực có thể không phải tuyệt đối. Diệp Thần không muốn cùng đối phương nói nhảm, lạnh lùng nói, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ liền lập tức mở u hồn giam ngục, nếu không, ta định dùng ngươi thân thể đập ra u hồn giam ngục cửa. Bạch Giao hai tay cắm túi, nhàn nhạt nói, à, như thế tự tin. Ta liền đứng ở chỗ này, xem ngươi như thế nào tổn thương ta. Gió lạnh lay động, Bạch Giao áo hơi lững lờ, hơi thở mờ ảo. Diệp Thần một bước bước ra, năm ngón tay ngưng tụ chân khí, trực tiếp hướng Bạch Giao đi. Chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở Bạch Giao trước mặt, mắt xem muốn chạm được đối phương, hắn năm ngón tay chân khí lại toàn bộ biến mất. Không chỉ như vậy, hắn đan điền chân khí vậy không có chút nào đáp lại. Bởi vì lực lượng biến mất, cường đại quán tính để cho hắn lảo đảo một cái, sau đó ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn Bạch Giao. Ừ, đây là cái gì quỷ? Vừa lúc đó, một giọng nói ở hắn vang lên bên tai, Đồ Nhi, người dưới chân khu vực có một đạo cực mạnh thuật pháp trên, không cách nào thi triển chân khí, nếu như ngươi tu vi lại cao một chút có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng là bây giờ có chút khó khăn, bất quá đại đạo 3000. Muốn phá vỡ vậy không phải là không có biện pháp, thứ nhất, mượn bên trong cơ thể ngươi huyết long, thứ hai, thuật này pháp ở linh phù một đạo trước mặt, không tính là cái gì, lấy linh phù thuật cưỡng ép xé ra. Diệp Thần bừng tỉnh, rõ ràng. Bạch Giao nhíu mày một cái, trước mắt thằng nhóc này đang cùng ai nói. Mặc dù cổ quái, nhưng là đã không trọng yếu. Nàng cười lạnh một tiếng. Dùng cao cao tại thượng giọng đối với Diệp Thần nói, cửu cung bát quái trận ngươi là như thế nào phá vỡ? Có phải hay không ngươi sau lưng còn có một vị cường giả? Vậy phá trận chủ yếu trước đề ra đó là có thể phát hiện tâm trận. Cửu cung bát quái trận ở kinh thành đại học sư phạm cực kỳ ẩn núp, coi như là ở trận pháp một đạo đắm chìm mấy chục năm cường giả vậy không nhất định có thể phát hiện. Nàng cũng không cho rằng trước mắt tiểu tử có thể từ trong phát hiện cái gì. Nàng gặp Diệp Thần không trả lời dự định, mặt mũi đột nhiên lạnh, cổ tay run một cái, một đạo hàn quang trực tiếp bắn ra. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Bởi vì Diệp Thần và nàng chỉ có 10 mét khoảng cách, cơ hồ chớp mắt bây giờ thì phải đâm về phía Diệp Thần cánh tay. Ánh sáng bạc qua, thế như trẻ tre. Một khi rơi xuống, tất nhiên muốn gãy hết một cánh tay. Bạch Giao chính là muốn hưởng thụ loại hành hạ này người yếu cảm giác. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy vùng vẫy đều là vô dụng. Người loại này tự cho là đúng thiên tài, ở ta trong mắt, liền để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có. Bạch Giao khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, mang theo ánh sáng bạc, thế không thể đỡ. Phải không? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể nổ bể ra. Một giây kế tiếp. Một cái huyết long trực tiếp xuất hiện ở trong bóng tối. Huyết long ánh đỏ tựa như để cho đất đai chiếu sáng. Xé kéo. Cuối cùng, đi đôi với một hồi nặng nề xé thanh, ánh sáng bạc bị vô tình xé. Phốc. Cô gái giống như bị cắn trả, máu tươi khạc ra, sắc mặt đổi được vô cùng tái nhợt. Mà một cái bóng đen nhanh chóng chớp động, xuất hiện ở trước người của nàng. Làm sao có thể? Mắt thấy Diệp Thần lại trực tiếp phá vỡ nàng thuật pháp, giết tới trước người, Bạch Giao nụ cười trên mặt biến mất. Mình một kích, không phải là chưa từng đem cái này con kiến hôi chém chết, ngược lại thì bị đối phương tùy tiện tan biến. Mấu chốt nơi đây bây giờ là không thể vận dụng hết thảy võ đạo lực, vậy tiểu tử trước mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Do không được nàng suy tính, năm ngón tay trực tiếp xuyên thấu tới, sức lực gió từng cơn. Nàng vậy trắng như tuyết cổ trực tiếp bị một đôi tay trực tiếp bấu vào. Năm ngón tay phát lực. Diệp Thần động, trực tiếp hướng một viên cây lớn đánh tới. Không. Nghĩ tới đây, Bạch Giao quanh thân phát rét, lớn tiếng tê giống lên. Ta đã cho ngươi cơ hội, sẽ không lại cho lần thứ ba. Diệp Thần vậy thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Ngay sau đó, một đạo vang lớn. Bạch Giao thân thể trực tiếp bị Diệp Thần đập về phía một viên cây lớn. Rắc rắc,
cây lớn đánh gãy, mà Bạch Dao cũng là khạc ra một ngụm máu tươi. Cho dù trước mặt là một người phụ nữ, vậy rất hấp dẫn, nhưng là ở Diệp Thần trong mắt, chỉ cần dám ngăn cản ở trước mặt hắn người, đều là người chết. Bạch Dao lại cũng không chịu nổi lực lượng này, khạc ra một búng máu, vô cùng chật vật. Nàng không để ý tới hết thảy, đầu ngón tay bước ra một đạo máu tươi, muốn bóp quyết ngưng tụ thuật pháp, nhưng mà Diệp Thần căn bản không cho nàng cơ hội. Xác xác, một tiếng, Diệp Thần một cái tay khác, giữ lại tay đối phương cổ tay, sau đó chợt gập lại, xương trực tiếp gãy lìa. Cuộc đời này không cách nào bóp quyết. Bạch Dao nếu như không cách nào ngưng tụ thuật pháp, nàng và phế nhân có cái gì khác biệt? Dưới chân ta thuật pháp làm sao đối với ngươi không dùng? Ngươi lại dám đoạn tay ta? Bạch Dao con ngươi tràn đầy lửa giận, hận không được biến thành đầu hung thú đem Diệp Thần nuốt vào. Thuật pháp. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sau đó một cước đạp đất, máu kia long hư ảnh trực tiếp từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đụng vào trên mặt đất. Ầm, một tiếng, nặng nề tiếng nổ tung không dứt lọt vào tai. Vậy thuật pháp trực tiếp bị phá. Vô cùng cường thế. Thậm chí liền hạng thừa đông trên người trói buộc vậy hoàn toàn tháo ra. Bạch Dao thấy một màn này, nguyên bản tức giận hai tròng mắt đều là kinh hoàng. Ai có thể nghĩ tới nàng một mực dẫn lấy làm hãnh diện đồ, lại tên này trong mắt không chịu được như vậy. Mấu chốt hắn là làm sao làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Dao theo bản năng kinh hô. Diệp Thần khóe miệng xuất hiện một màn lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi như lại không đem u hồn giam ngục mở, ta sẽ để cho cảm nhận được vô tận sợ hãi. Uy hiếp. Lạnh như băng uy hiếp. Bạch Dao khạc ra một búng máu, đột nhiên cười lên, ngươi như vậy khẩn cấp muốn tiến vào u hồn giam ngục, hẳn là bên trong nhốt trước đối với ngươi mà nói rất trọng yếu người đi, nếu như ta không mở ra, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ thấy. Mở u hồn giam ngục cần ta chủ động cống hiến máu tươi, dù là ngươi giết ta, đạt được ta máu tươi, vậy không có chút nào tác dụng, ha ha. Ngươi không ngại cử động nữa ta một chút thử một chút. Bạch Dao nụ cười giữ tợn lại điên cuồng. Nàng chắc chắn Diệp Thần không dám động nàng. Ngươi chắc chắn. Diệp Thần trong tay xuất hiện mười mấy cây ngân châm đồng loạt bắn ra, chính xác không có lầm bắn vào Bạch Dao trên lưng. Ngân châm không ngừng run rẩy, tựa như ở Bạch Dao trong cơ thể hình thành một đạo lực lượng, không ngừng lan tràn. Ngươi mới vừa rồi có một lời nói đúng, võ đạo không phải duy nhất, từ trình độ nào đó hay nói, ta là một cái bác sĩ, y đạo thông thần. Ta có thể cho ngươi sinh mạng, giống vậy có thể để cho ngươi đau đến không muốn sống. Bạch Dao ngẩn ra, mới vừa muốn nói cái gì, một cổ toàn thân phệ cắn cảm giác lan khắp toàn thân. Loại cảm giác này giống như dù sao cũng con kiến phệ cắn nàng toàn thân. Khó chịu đến mức tận cùng. Ngươi buông ta ra, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì, nếu như bị ta phụ thân biết ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta phụ thân là u hồn giam ngục Bạch trưởng lão, hắn có thể đi qua Côn Lôn hư, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi mau đưa trên người ta ngân châm lấy ra. Mau! Bạch Dao khó khăn bị trình độ cao nhất, thậm chí hận không được chết ở Diệp Thần trước mặt. Nhưng là thời khắc này nàng liền chết cơ hội cũng không có à. Diệp Thần nghe được Côn Lôn hư thời điểm, con người hơi có giúp một cái, xem ra cái này u hồn giam ngục đúng là và Côn Lôn hư có chút quan hệ. Nếu không cũng sẽ không có sức uy hiếp Hoa Hạ Dược Minh hạng thừa đông. Nhưng là coi như u hồn giam ngục và Côn Lôn hư có liên lạc thì như thế nào? Đã từng, hắn đối với Côn Lôn hư người ở bên trong và thế lực, có lòng kính sợ, nhưng là bây giờ, hắn là luân hồi mộ địa mộ chủ, đứng sau lưng 100 vị đại năng, Côn Lôn hư những cường giả kia lại coi là cái gì? Càng không có tư cách để cho hắn kính sợ. Hắn bây giờ duy nhất muốn làm chính là tìm được phụ mẫu. Diệp Thần buông lỏng tay, mặc cho Bạch Dao trên đất co quắp. Chỉ cần ngươi nguyện ý mở u hồn giam ngục, ta liền rút lui hết ngươi thống khổ trên người, ngươi như muốn cậy anh hùng, ta Diệp Thần phụng bồi tới cùng. Bạch Dao trong miệng phun bọt, cũng không nhịn được nữa, khàn khàn thanh âm nói, cho ta tháo ra ta giúp ngươi mở. Diệp Thần nhìn một chút thời gian, sau đó vung tay lên. Những ngân châm kia trực tiếp bị một cổ lực lượng chấn động ra, lại là một kim cắm ở bên cạnh trên cây lớn. Bạch Dao như chút được gánh nặng, thật dài thở ra một hơi,
nàng bay lên thân, nhìn về phía Diệp Thần trong mắt chỉ có sợ hãi. Tay nàng trong xuất hiện một khối ngọc bội, sau đó đứng lên, khập khễnh hướng Hồ Vân Hòa đi tới. U hồn giam ngục cửa vào ngay tại đáy hồ, người người theo ta tới. Diệp Thần đi theo lên, mặc dù hắn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là dưới mắt, chỉ phải giữ vững cảnh giác mới có thể. Hạng Thừa Đông cũng tới đến Diệp Thần bên người, Diệp tiên sinh, bỏ mặc như thế nào, cẩn thận là hơn. Ừ, Bạch Giao đứng chung một chỗ bờ hồ trên đá, bởi vì chặn một cái tay, chỉ có thể một cái tay bóp quyết. Nàng năm ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, càng là có từng đạo ánh sáng nhàn nhạt mang ở đầu ngón tay lượn lờ. Sau đó, nàng ném ra khối ngọc bội kia, lại là dứt khoát bước ra một giọt máu tươi bắn vào ngọc bội trên. Một đạo dễ như bỡn lực lượng ầm ầm bùng nổ. Kinh thành đại học sư phạm Hồ Vân Hòa lại hướng gấp đôi khuếch tán ra, mà 3 mét dưới đáy hồ, lại xuất hiện một cái chỗ rách. Chính là u hồn giam ngục cửa vào. Giờ khắc này, Diệp Thần kích động tới cực điểm. Bạch Giao nhìn một cái Diệp Thần, gần từng chữ, đây chính là u hồn giam ngục cửa vào, người có thể vào thì như thế nào, người không có tư cách còn sống đi ra. Bởi vì u hồn giam ngục chỉ có thể vào, không thể ra. Nói xong, Bạch Giao thân thể lại trực tiếp biến mất, quay lại hướng Hồ Vân Hòa đáy hồ cửa vào đi. Nàng vừa mới tới cửa vào nháy mắt, một cổ cường đại hấp lực bỗng nhiên tạo thành, lại trực tiếp đem Bạch Giao hút vào. Mà vào miệng nhưng là vượt xúc càng nhỏ, tựa như lập tức phải đóng kín. Thấy một màn này, Diệp Thần mặt liền biến sắc, hắn và Hạng Thừa Đông cấp tốc hướng cửa vào đi. Cho ta lưu lại. Diệp Thần một trưởng hướng Bạch Giao đi, Thương Long Huyễn Thân quyết phun trào, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt bây giờ thì phải chạm được Bạch Giao, nhưng là dị biến nổi lên. Cửa vào trong, lại lao ra một đạo thân ảnh già nua. Con kiến hôi, dám động con gái ta, chết. Một đạo kinh thiên gầm thét chi tiếng vang lên. Cả thế giới, tựa như động lại chốc lát, đột nhiên bây giờ, bùng nổ. Thân ảnh già nua một cái tay bắt được Bạch Giao tay, hướng u hồn giam ngục cửa vào đi. Móc lửng. Mà một cái tay khác nhưng là một kiếm hướng Diệp Thần bổ tới. Thời khắc này Diệp Thần giết mù quáng, trong tay chảm long kiếm vừa ra. Một kiếm đi. Trong cơ thể vô tận chân khí, tụ đến. Oanh. Tất cả chân khí, tựa như sơn hồng bộc phát. Thừa tái Diệp Thần tức giận. Ở nơi này một cổ nước lũ chống đỡ dưới, Diệp Thần một kiếm chém ra, xé không khí, thiên địa biến sắc. Hồ Vân Hòa hai bên cuốn lên nước hồ vậy náo động, không ngừng hướng bờ hồ đánh vào. Rào 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 rào. Đầy trời mưa kiếm, bao trùm bát phương. Ông lão bóng kiếm và Diệp Thần bóng kiếm ở toàn bộ Hồ Vân Hòa trên bùng nổ. Vô tận bóng kiếm, giống như mưa như thác đổ vậy không ngừng nện xuống, thanh thế kinh người. Mặt đất nứt ra, Hồ Vân Hòa nước hồ trực tiếp bị kiếm khí bổ ra, hướng bên bờ phóng tới. Kinh thành đại học sư phạm điều này hồ nhân tạo, giống như trực tiếp bị quất liền. Phốc xích, ông già con người vô cùng kinh hãi, khạc ra một búng máu, ở kiếm khí uy lực còn lại dưới, bị chấn động ra. Hắn cánh tay cầm kiếm lại trực tiếp nổ tung mở ra. Mà Diệp Thần cũng không chịu nổi, ở đánh ra một kiếm nháy mắt, hắn lại phát hiện đối phương lại là ly hợp cảnh trên. Dòng dã cao hơn hắn một cái cảnh giới lớn. Hắn thân thể bị tung bay mười mấy mét, trực tiếp nện ở bên bờ một viên trên cây lớn. Cây lớn đập gãy, Diệp Thần ổn định thân hình. Nhưng là vậy u hồn giam ngục cửa vào lại đã khép lại. Chỉ còn lại một mảnh khô khốc đất. Giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng cuốn lên ngút trời tức giận, bước ra một bước, đi thẳng tới mới vừa rồi cửa vào đất. Bành! Một quyền trực tiếp đập ra. Bụi đất lăn, khô khốc đáy hồ, trực tiếp nứt ra. Bành! Diệp Thần lại là một quyền, mặt đất trực tiếp bị hắn đập ra một đạo hố sâu. Diệp Thần liền một quyền như vậy tiếp theo một quyền đập vào, chung quanh cũng sinh ra một tia chấn động. Thanh âm chấn thiên. Nhưng là Diệp Thần không có dự định dừng tay. Dù là nắm đấm của hắn đã tràn đầy máu tươi. Thời khắc này hắn tựa như thị huyết ác ma, cực độ cuồng bạo. Hạng Thừa Đông đi tới, nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh. Mới vừa xuất thủ vị kia chính là u hồn giam ngục Bạch trưởng lão, người này thực lực cực mạnh, coi như là hoa hạ võ đạo giới cao cấp nhân vật,
mấu chốt, hắn từ núi Côn Lôn bên trong tới. U hồn giam ngục mặc dù đóng cửa, nhưng là không đại biểu chúng ta không có cơ hội, dù sao phải mở, bọn chúng ta đợi là được rồi. Diệp Thần căn bản không có để ý tới, từng quyền đánh ra. Trong mắt là máu mà lạnh như băng. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa một giọng nói vang lên, đồ nhi, ngươi tiếp tục như vậy cũng vô ích, ta đây là có cái biện pháp, cái này luân hồi mộ địa nhưng thật ra là một đạo hư hại thượng cổ pháp khí, nếu là pháp khí, ngươi dùng loại này lực lượng căn bản không phá nổi. Diệp Thần dừng lại quả đấm, hắn dưới người là một đạo hố sâu to lớn, hố sâu trung tâm tiệm điểm, có một tia máu tươi. Biện pháp gì? Thương Hải Bình Hóa là một đạo hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hoặc giả là vận dụng thuật pháp xuyên cớ, một bên Hạng Thừa Đông căn bản không thấy được. Thương Hải Bình nhắm mắt hơi cảm thụ, đột nhiên, trong mắt mở ra, mở miệng nói, nơi này là vậy pháp khí một đạo cửa vào, vậy u hồn giam ngục và nơi đây có rất lớn liên lạc, ngươi còn nhớ cách phách ngươi cái cô gái đó sao? Diệp Thần nhíu mày một cái, sát huyết hàn thể. Thương Hải Bình gật đầu một cái, sát huyết hàn thể máu cực kỳ chân quý và mạnh mẽ, nếu như cô bé kia lấy máu tươi làm chất dẫn, sau đó đem sát huyết hàn thể uy áp phóng thích, hơn nữa bên trong cơ thể ngươi vậy đến huyết long hư ảnh, nói không chừng có thể phá vỡ vậy cửa vào cấm chế, trực tiếp xé. Diệp Thần con ngươi vô cùng bình tĩnh, gần từng chữ có thể hay không đối với nàng thân thể tạo thành tổn thương. Thương Hải Bình chỉ là nói, đây có một cái trước đề ra. Lấy xuống cô bé kia trên cổ địa phách huyền thạch, nàng bây giờ không có tu vi, nhưng là ta sẽ cho nàng một đạo linh phù lực bảo vệ, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Dù là xảy ra vấn đề, ta sẽ đem tất cả lực lượng dẫn tới trên mình ngươi, để cho ngươi tới chịu đựng. Nghe được câu này, Diệp Thần hạ quyết tâm, liền nói, được, ta đi tìm nàng. Không cần tìm, nàng đã tới. Thương Hải Bình thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, hướng một phương hướng nhìn, bất ngờ chú ý tới bên bờ ăn mặc váy đầm dài Ngụy Dĩnh. Cũng may Ngụy Dĩnh là từ một hướng khác tới đây, không thấy được những thi thể này. Nhưng là cho dù như vậy, Ngụy Dĩnh trong mắt vẫn là kinh sợ, bởi vì nàng nhìn thấy hồ Vân Hòa lại khô cạn. Mấu chốt đáy hồ lại xuất hiện một người và Diệp Thần động thủ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là chủ nghĩa duy vật, chỉ tin tưởng khoa học. Nếu không cũng không biết làm một cái lão sư. Nhưng là bây giờ hết thảy, dùng khoa học giải thích thế nào rõ ràng à? Diệp Thần, ngươi! Lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy được Diệp Thần thân thể vượt qua mười mấy mét, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này so với trước đó từ lầu 10 nhảy lên còn dọa người. Đây rốt cuộc là cái gì à? Diệp Thần do dự mấy giây, mở miệng nói, Ngụy Dĩnh, ta bây giờ có thể cần ngươi hỗ trợ. Ngụy Dĩnh có chút kinh hoàng thất thố, nàng biết Diệp Thần rất lợi hại, nhưng là nàng làm sao có thể giúp lên bận bịu. Diệp Thần, ngươi nói, ta nghe, nếu như có thể giúp, ta nhất định giúp. Ngươi theo ta tới. Diệp Thần trực tiếp ôm lấy Ngụy Dĩnh, đi tới hố sâu chỗ. Mới vừa rồi ngươi hẳn thấy được một ít chuyện tình, những chuyện này ta không cách nào hướng ngươi cụ thể giải thích, bởi vì ngươi thân thể có chút đặc thù. Ta cần máu ngươi tới giúp ta mở ra một cánh cửa. Sau đó có thể còn muốn lấy xuống ngươi trên cổ dây chuyền, quá trình này, ngươi có lẽ sẽ rất khó chịu, nhưng là ta hướng ngươi thề, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Diệp Thần nghiêm túc giải thích. Bởi vì Ngụy Dĩnh tiếp xúc đều là phổ thông thế giới, nàng cho tới bây giờ không có chạm được hoa hạ võ đạo giới đồ, cho dù Diệp Thần như vậy giải thích, vậy rất khó rõ ràng. Diệp Thần bản muốn tiếp tục nói gì? Ngụy Dĩnh nhưng lắc đầu một cái, giọng khẳng định nói, Diệp Thần, ngươi không cần nói, ta và của mẹ ta số mệnh đều là ngươi cứu, ta mặc dù không rõ ngươi trong giọng nói là ý gì, nhưng là nếu như có thể giúp ngươi, ta liền nguyện ý, bỏ mặc trả giá cao gì. Dứt lời, Ngụy Dĩnh trực tiếp đem nàng trên cổ dây chuyền hái xuống. Cơ hồ ngay tức thì, một cổ cường đại sát khí từ thân thể nàng trong lan tràn ra. Diệp Thần trong cơ thể huyết long cũng giống như bị áp chế. 5 giây sau đó, chung quanh lại rơi xuống từng cơn hoa tuyết, một cổ lạnh vô cùng khí từ Ngụy Dĩnh trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ. Một bên Hạng Thừa Đông xem bối rối. Hắn thành tựu hoa hạ dược minh lý sự trưởng, đã coi là kiến thức rộng, nhưng là hắn vậy không gặp qua loại này dị tượng à. Hắn thậm chí cảm giác được mình máu tươi đều phải đóng băng,
vội vàng hướng trên bờ thối lui. Diệp Thần nhìn cách đó không xa Ngụy Dĩnh, theo bản năng lui về phía sau một bước. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn huyết long hư ảnh lao ra, hắn thật đúng là không nhất định có thể vác ở. Cái này sát huyết hàn thể thật không thẹn là thế gian top 10 ách thể một trong. Coi như hắn cảnh giới bây giờ lại vậy không gánh nổi. Mà giờ khắc này Ngụy Dĩnh trên mặt cơ hồ trắng bệch, càng là có một tia vẻ thống khổ. Thậm chí con ngươi trong vậy xuất hiện một màn máu đỏ. Diệp Thần vội vàng nhìn về phía bên cạnh Thương Hải Bình, bây giờ nên làm như thế nào? Thương Hải Bình đi thẳng tới Ngụy Dĩnh trước mặt, chỉ điểm một chút ở Ngụy Dĩnh trên ấn đường. Từng cơn ánh sáng lóe lên. Bước đầu tiên, ngươi để cho nàng bước ra một giọt máu tươi. Diệp Thần vội vàng đem nguyên thoại nói cho Ngụy Dĩnh, nhưng là Ngụy Dĩnh không phản ứng chút nào. Ngươi đến gần một ít, giờ phút này nàng trạng thái và tẩu hỏa nhập ma không có gì khác biệt. Thương Hải Bình lên tiếng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, đi tới Ngụy Dĩnh trước mặt, mới vừa muốn nói chuyện, Ngụy Dĩnh một trưởng tấn công tới. Mấu chốt một trưởng này uy lực đó là khác thường khủng bố. Căn bản không giống như là không có một người tu võ lực lượng. Chí ít cách hợp cảnh. Bất quá, hàn trưởng ở sắp chạm được Diệp Thần ngực nháy mắt, ngừng lại. Ngụy Dĩnh thật giống như khôi phục vẻ thanh tỉnh, ta cảm giác không khống chế được mình thân thể, tiếp theo nên làm gì? Diệp Thần vội vàng nói, dùng bên trong cơ thể ngươi lực lượng, bước ra một giọt máu tươi. Được. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh trong mắt lại thay đổi, vậy treo ở Diệp Thần trước mặt bàn tay, bỗng nhiên đánh ra. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới Ngụy Dĩnh thay đổi nhanh như vậy. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài, huyết khí dâng trào, khó khăn bị trình độ cao nhất. Đây cũng quá gài bẫy đi. Hoặc giả là nghe được Diệp Thần thanh âm, Ngụy Dĩnh lại thanh tỉnh mấy phần, Diệp Thần, đối với. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta biết. Diệp Thần hoạt động nửa mình dưới, ngược lại là không có trách cứ đối phương. Ta bây giờ liền đem máu tươi bức ra. Hoặc giả là sát huyết hàn thể nguyên nhân, Ngụy Dĩnh rõ ràng liền thứ gì, trong tay trực tiếp bắn ra một giọt. Máu tươi. Đồ nhi, chính là bây giờ, dùng máu ngươi long nuốt vào tinh này máu. Thương Hải Bình rất sợ bỏ qua cái gì, vội vàng kinh hô. Được. Diệp Thần nhắm mắt lại, điều khiển trên bầu trời huyết long. Huyết long truyền tới từng cơn long ngâm, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, đồ sộ há miệng một cái, hơi thở rồng giật động. Máu tươi trực tiếp bị huyết long chiếm đoạt. Một khắc sau, quỷ dị đột biến, chỉ gặp máu kia thân rồng thân thể đột nhiên khổng lồ mấy chục lần. Tựa như biến thành một cái trăm trượng rồng khổng lồ. Thậm chí mơ hồ có chút hóa là thật thế chấp. Cường đại long khiếu chấn động thiên địa. Thương Hải Bình con người co giúp một cái. Trong tay bắn ra một đạo linh phù bay về phía thương khung, đột nhiên nổ tung. Một đạo bình phong che chở bao trùm mở, hồ vân hòa phát sinh hết thảy đều bị bao phủ trong đó. Dẫu sao nơi này vẫn là một trường học, có ít thứ quá kinh hãi, chân thực không tốt. Trăm trượng rồng khổng lồ dữ tợn đến trình độ cao nhất, nhẹ nhàng một tiếng long ngâm, hồ vân hòa vùng lân cận cây cối lại có thể toàn bộ đánh gãy. Hạng Thừa Đông bối rối. Hắn nhìn vậy trăm trượng huyết long, cảm giác lật đổ mình hết thảy nhận biết. Thời khắc này hắn trong lòng hoàn toàn chắc chắn, Diệp tiên sinh là người tu luyện, mà không phải là cổ võ giả. Người tu luyện có thể bước ngang qua hết thảy, vẫy tay bây giờ chặt đứt thương khung. Diệp tiên sinh ngay cả có thần thông như vậy người à. Hắn thậm chí cảm giác được mình theo đúng người. Hắn không tiếc buông xuống Dược Minh Lý sự trưởng thân phận, thấp giọng hạ khí đi theo người này. Tuyệt đối là hắn cuộc đời này làm qua lựa chọn chính xác nhất. Thời khắc này Hạng Thừa Đông thân thể run rẩy, quả đấm nắm chặt, toàn thân là máu tươi tựa như sôi trào. Loại cảm giác này là hắn mấy chục năm cho tới bây giờ chưa từng có. Mà hắn trong tầm mắt người thanh niên kia điều khiển trăm trượng thần long, khí thế ngút trời, hoa hạ võ đạo giới trời, tất nhiên bị người này nắm giữ. Hắn rất tin không nghi ngờ. Hồ Vân Hòa trong. Thương Hải Bình gặp bầu trời trăm trượng thần long đã nổi lên xong hết rồi, ngón tay bóp quyết, một đạo linh phủ bắn vào hố sâu trên. Nhất thời ánh sáng lóe lên, một cổ không gian chi lực dạo dực chạy đi. Đồ nhi, chính là bây giờ,
dùng vậy tia máu long đụng hố sâu chỗ. Diệp Thần nghe được thanh âm, gật đầu một cái, điều khiển trên bầu trời huyết long trực tiếp đụng xuống. Bành! Ánh sáng càn quét, không thể ngăn cản. Oanh! Tiếng nổ chính giữa, toàn bộ Hồ Vân Hòa dường như muốn nổ tung. Cùng lúc đó, u hồn giam ngục. Bịt kín mà âm lãnh. Bành! Bạch trưởng lão thân thể và Bạch Giao đồng loạt rơi xuống đất. Mấy đạo thân ảnh vội vàng vọt tới. Bạch trưởng lão, Bạch Giao, các người thế nào? U hồn giam ngục mấy vị ông già vội vàng đem hai người đỡ lên, nhưng là, khi bọn hắn chạm được Bạch Dài lúc già, thân thể nhưng là cứng lên. Bởi vì bọn họ phát hiện Bạch trưởng lão một cánh tay lại không có. Chảy máu đổ vào. Thậm chí còn có máu tươi không ngừng rỉ ra. Làm sao có thể? Lại có người. Có thể chặn Bạch trưởng lão cánh tay, cái này muốn thực lực gì? Bạch trưởng lão, tay ngươi, tại sao có thể như vậy? Một vị lão giả râu dê run rẩy bóng người nói, giọng đều là khó tin. Bạch Giao kịp phản ứng, nhìn một cái tay của phụ thân, con ngươi tràn đầy lửa giận. Đều là cái đó bên ngoài tiểu súc sinh, hắn không chỉ trọng thương ta, thậm chí còn chặt đứt ta tay của phụ thân, bất quá thời khắc này hắn đã bị thương. Phỏng đoán cũng không sống được bao lâu. Nghe được câu này, mấy vị ông già ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bạch trưởng lão cánh tay lại có thể thật là bởi vì, chẳng lẽ là Hoa Hạ tông sư bảng trước mười mấy vị kia động thủ. Nếu không Hoa Hạ ai có năng lực này? Đối phương tới mấy người? Một vị tiên phong đạo cốt lão giả nói, trong giọng nói có chút nghiêm túc. Dẫu sao có thể đem bạch trưởng lão bị thương như vậy tồn tại? Đủ để đối với u hồn giam ngục sinh ra uy hiếp. Lúc này, bạch trưởng lão lên tiếng, chỉ có một người, hơn nữa còn là một cái tới tuổi 20 thằng nhóc thúi. Cái gì? Mấy cái ông già diễn cảm có chút cổ quái. Tới tuổi 20, chặt đứt bạch trưởng lão một cái tay. Hoa Hạ vẫn còn có loại này yêu nghiệt. Bạch trưởng lão có thể cảm thấy nét mặt già nua có chút không nén giận được, liền nói, người này hẳn là vận dụng bí pháp, thực lực bạo tăng. Ta tạm thời khinh địch mới có thể như vậy, bất quá u hồn giam ngục cửa vào đóng một cái, hắn muốn lại bước vào nơi đây thì không thể. Huống chi thằng nhóc kia cũng bị ta đánh cho bị thương, phỏng đoán đã thành là phế nhân, không đủ gây sợ hãi. Nghe được câu này, mấy vị ông già mới phát giác được chuyện đương nhiên. Cũng chỉ có bí pháp, một người trẻ tuổi mới có thể đạt tới loại này thực lực. Đột nhiên, lão giả râu dê nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Nếu thằng nhóc kia bị trọng thương, ta cảm thấy vì để đạt được an toàn, vẫn là thừa dịp bây giờ đem người này tru diệt. Nếu không vạn nhất khôi phục như cũ, tuyệt đối để cho chúng ta u hồn giam ngục không được an bình. Còn lại mấy vị ông già cũng là gật đầu một cái, rất là đồng ý. Người này chưa trừ diệt, vô cùng hậu hoạn. Lúc này, tất cả ông già nhìn về phía vị kia tiên phong đạo cốt người, dường như muốn nghe hắn ý kiến. Dẫu sao bọn họ ở bên trong muốn đi ra ngoài, có chút khó khăn, muốn phá vỡ u hồn giam ngục cấm chế, giá phải trả cực kỳ lớn. Cũng chỉ có vậy tiên phong đạo cốt ông già đồng ý, bọn họ mới dám làm như vậy. Đã như vậy, liền nghe ý của mọi người gặp, người này đối với u hồn giam ngục mà nói, quá nguy hiểm. Lời còn chưa nói hết, một đạo kinh thiên vang lớn đột nhiên truyền tới. Tất cả mọi người tự nhiên thời gian đầu tiên cảm thấy không đúng. Mau lui lại. Tiên phong đạo cốt ông già lời mới vừa nói ra miệng. Bành. Toàn bộ u hồn giam ngục tựa như nghênh đón một tràng động đất. Chấn động ý lan tràn ra, có mấy vị ông già vội vàng lui về phía sau, bạch trưởng lão bởi vì bị thương, tốc độ bị giới hạn, thân thể trực tiếp bị lực lượng kia chấn động bay. Lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Chật vật đến mức tận cùng. Bạch Giao thảm hại hơn. Bởi vì đến gần u hồn giam ngục cửa vào, nàng sau lưng máu rầm rề một mảnh. Máu thịt mơ hồ, cơ hồ không có hơi thở. Bạch Giao, bạch trưởng lão thấy con gái mình xảy ra chuyện, vốn muốn đi đỡ, nhưng là hắn yếu ớt tới cực điểm, muốn đứng lên đều có chút khó khăn. Còn lại mấy vị ông già vội vàng đem hôn mê Bạch Giao cùng với bạch trưởng lão đỡ qua một bên. Tức giận ngưng trọng đến mức tận cùng. U hồn giam ngục cửa vào tại sao có thể có kinh khủng như vậy đợt khí? Lão giả râu dê cau mày, thanh âm lộ ra một vẻ khó tin. Theo lý mà nói, u hồn giam ngục cửa vào đóng kín,
cơ hồ và ngăn cách ngoại giới, trừ phi nội bộ xảy ra vấn đề, nếu không căn bản không có thể sinh ra trạng huống trước mắt. Rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối với ta như vậy? Bạch trưởng lão khàn cả giọng thanh âm vang khắp toàn bộ u hồn giam ngục. Thời khắc này hắn không có sức đến mức tận cùng. Tiên phong đạo cốt ông già lấy ra hai viên đan dược, một viên cho Bạch Giao ăn vào, một viên khác đưa cho Bạch trưởng lão. Người bây giờ tổn thương càng thêm tổn thương, trước ăn vào cái này vận chuyển công pháp điều chỉnh một chút. Bạch trưởng lão tỉnh táo lại, nhìn một cái trước mặt ông già, gật đầu một cái nhận lấy đan dược, trực tiếp ăn vào, sau đó vận chuyển công pháp. Mới vừa rồi cái này chấn động rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai ông cụ hai miệng đồng thanh nói. Lời mới vừa nói ra miệng, lại là một đạo kinh thiên chấn động tấn công tới. Bọn họ thấy rõ ràng cửa vào phương hướng thật giống như nứt ra một vết thương, ánh sáng nhàn nhạt mang tràn ra. Đây là... Mấy vị ông già sắc mặt đại biến. Lại có người ở cưỡng ép phá vỡ u hồn giam ngục cửa vào. U hồn giam ngục lai lịch có thể không bình thường, từ xưa đến nay, cũng chỉ có hai người phá vỡ qua u hồn giam ngục à. Hai người kia đều là hoa hạ võ đạo giới trong lịch sử cực kỳ kinh khủng tồn tại. Mà dưới mắt, vậy là cái gì quỷ? Bây giờ là thế kỷ 21, hoa hạ linh khí mỏng manh, căn bản không có thể có loại cao thủ kia ra đời, dưới mắt tại sao có thể có loại này lực lượng? Chẳng lẽ là Côn Lôn hư cao thủ? Liền tại tất cả người kinh hoàng không định thời điểm, tiên phong đạo cốt ông già lên tiếng, nếu như ta không đoán sai. Động thủ chắc là cắt đứt bạch trưởng lão cánh tay thằng nhóc kia. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hô hấp tựa như cũng dừng lại, lại là hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bạch trưởng lão không phải nói trọng thương thằng nhóc kia sao? Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thằng nhóc này tiếp liền hai lần sử dụng bí pháp? Coi như dùng bí pháp cũng không khả năng tạo thành lớn mạnh như vậy lực lượng à? Phốc! Vận chuyển công pháp bạch trưởng lão khạc ra một ngụm máu tươi, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Mặt hắn gò má rát, giống như bị người sáng một bạt tai. Hắn trước một giây còn nói thằng nhóc kia là phế nhân, sau một giây, cửa vào chấn động, lại trực tiếp quạt hắn một cái tát. Bành! U hồn giam ngục lại là truyền tới một đạo động đất sau đó, bọn họ phát hiện cửa vào đã nứt ra một vết thương. Muốn không được bao lâu cũng sẽ bị phá vỡ. U hồn giam ngục cấm chế chống đỡ không được quá lâu. Người điên. Con mẹ nó tuyệt đối là người điên. Đây là tất cả mọi người trong lòng duy nhất ý tưởng. Tiên phong đạo cốt ông già con người đông lại một cái, gương mặt chỉ có nghiêm túc, hắn một bước bước ra, ngón tay bóp quyết, đan điền chân khí toàn bộ phun trào mở. Đang ngồi tất cả mọi người nghe, ngưng tụ một giọt máu tươi, dồn khí đan điền, thuật pháp cường thế. Nhất định phải coi giữ cánh cửa này, nếu không u hồn giam ngục vừa vỡ, tất nhiên đại loạn. Hắn thanh âm lạnh như băng cực kỳ, gương mặt lại là hoàn toàn tối. Ai có thể nghĩ tới u hồn giam ngục sừng sững hoa hạ nhiều năm như vậy, quay đầu lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu hành hạ thành như vậy. Như truyền đi, mấy người bọn họ mặt mũi nên đi nơi đó thả. Chẳng phải bị mọi người cười nhạo. Hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mấy vị ông già khí thế ngay tức thì nhảy lên tới cực điểm, từng giọt máu tươi bắn ra, trực tiếp rơi vào cửa vào trên. U hồn giam ngục chỗ sâu, một nơi nhỏ hẹp gian phòng. Một cái 40 tuổi cô gái đi tới đi lui, có chút phiền não. Mặt đất không ngừng truyền tới chấn động, chẳng biết tại sao, lòng nàng cũng có chút bị nắm chặt. Chung quanh đồ gỗ nội thất toàn bộ lật tới, giống như ngày tận thế tới vậy. Diệp Thiên đang vội vàng đi tới Giang Nữ Dung trước mặt, một cái tay ôm qua Giang Nữ Dung, an ủi, Bội Dung, không có chuyện gì, có thể là kinh thành có động đất, chúng ta bên này có chút ảnh hưởng đến mà thôi. Giang Nữ Dung lắc đầu một cái, ta không phải lo lắng cái này, ta trong lòng có cảm giác rất đặc biệt, giống như chúng ta thần nhi liền ở bên ngoài. Mà đây động đất, giống như là hắn ở gõ cửa, ta thậm chí trong đầu có thể cảm giác được thần nhi có chút thống khổ. Mẹ con liên tâm, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, người nói có phải hay không là thần nhi muốn phá vỡ u hồn giam ngục. Diệp Thiên đang diễn cảm có chút cổ quái. Hắn tiến vào u hồn giam ngục sau đó, cũng từ từ tiếp xúc đến võ đạo giới một ít thứ.
hắn cũng biết cái này u hồn giam ngục có kinh khủng dường nào, những cái kia hoa hạ đã từng là cao cấp cường giả cũng bị nhốt nơi này, bọn họ cũng bó tay, thần nhi lại có năng lực gì. Bây giờ thần nhi phải chăng còn sống vẫn là một cái ẩn số, càng đừng đề ra phá vỡ cái này u hồn giam ngục. Ở Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia phát sinh trước, thần nhi bị kiểm tra ra phàm căn, kinh thành Giang gia tức giận, suýt nữa chết ở tả trong. Vô số người chắc chắn thần nhi đời này không có gì thành tựu, coi như không phải chết, vậy chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mà trước khi xảy ra chuyện mười mấy năm, thần nhi thông thường không thể phổ thông đi nữa, bây giờ thì như thế nào làm ra loại này cử động? Diệp Thiên đang lắc đầu một cái, ôm Giang Nữ Dung, tịch mịch nói, ngươi suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày lẩm bẩm thần nhi, ngày có chút nhớ đêm có chút mộng, ta bây giờ chỉ hy vọng thần nhi còn sống, khỏe mạnh còn sống, còn như u hồn giam ngục và chuyện năm đó, sẽ để cho nó trần phong đi. Giang Nữ Dung ngẩn ra, cảm thụ bên ngoài chấn động cùng với trượng phu ôm trong ngực ấm áp, không nói thêm gì nữa. Nhưng là vậy mẹ con liên tâm cảm giác nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Kinh thành Đại học Sư phạm, Hồ Vân Hòa. Trăm trượng huyết long một lần lại một lần va chạm. Hồ Vân Hòa đáy hồ cơ hồ nứt ra, khuôn mặt khác hoàn toàn. Bụi mù cuồn cuộn bao trùm mở, cường đại đợt khí giống như một cái đem dao nhọn xé hết thảy. Nếu như Thương Hải Bình không thiết lập trận mà nói, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ kinh thành võ đạo giới. Mà tia sáng kia chỗ, lại mơ hồ bị xé ra một vết thương. Chỗ rách mặc dù cực nhỏ, nhưng là Diệp Thần khẳng định, đây chính là u hồn giam ngục cửa vào. Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất. Hắn có thể cảm giác được huyết long mỗi đụng một lần, liền yếu ớt một lần. Phá cho ta! Diệp Thần một lần nữa điều khiển huyết long hướng cái hướng kia đánh tới, long ngâm chấn thiên, vậy u hồn giam ngục chỗ rách lại mở rộng. Ngay tại hắn mừng như điên lúc đó, một đạo dày tiếng từ bên trong truyền tới, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, nếu như ngươi không thu tay lại, u hồn giam ngục ổn thỏa đem ngươi chém chết. Thần hồn câu diệt, u hồn giam ngục mấy vị kia ông già luống cuống. Diệp Thần nghe được cái này uy hiếp, không chút nào coi ra gì. Từ Ninh Ba đến tỉnh Chiết Giang, lại đến bây giờ kinh thành, lại có bao nhiêu người uy hiếp hắn? Căn bản đếm không hết. Nhưng là cuối cùng những thứ này uy hiếp không một người ngoại lệ, cơ hồ đều chết ở kiếm hắn hạ. Ngày hôm nay, u hồn giam ngục hắn là nhất định phải phá vỡ, vô luận cái gì giá phải trả. Cũng không ai có thể cản ngại hắn. Huyết long, lại phá. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời huyết long long ngâm xuyên thấu hết thảy, từ chỗ cao lần nữa rơi xuống, cường đại kia đợt khí giống như vẫn thạch hoa phá trường không, mang cuồng bạo vô cùng ngọn lửa. Hung hăng nện xuống. Bành! Cả đời này vang lớn, mơ hồ muốn phá vỡ Thương Hải Bình thiết chí cấm chế. Toàn bộ kinh thành lòng đất cũng truyền đến cực lớn chấn động. Cùng trong chốc lát, kinh thành động đất kiểm tra cục máy móc phát ra cảnh báo. Lại là cho thấy một hàng chữ viết. Kinh thành cục bộ địa khu có 5, 6 cấp động đất. Động đất biểu hiện tọa độ, chính là kinh thành Đại học Sư phạm vùng lân cận. Nếu như không có Thương Hải Bình che đậy, mấy con số này tuyệt đối sẽ kinh người. Kiểm tra cục người có chút bối rối. Kinh thành căn bản không phải bản khối chỗ giáp giới, tại sao phải sinh ra động đất? Nơi này đã mấy trăm năm không có phát sinh rung à, coi như động đất cũng không khả năng vượt qua cấp 5 à. Kiểm tra cục lãnh đạo lại cũng không đoái hoài tới hết thảy, trực tiếp gọi cho trước mặt điện thoại. Cùng lúc đó, kinh thành một nơi cổ xưa đài võ đạo. Đài võ đạo cơ hồ chia 5 xẻ 7. Trận chiến này, từ ban ngày đánh tới hắc đêm, trời đất u ám. Giang Kiếm Phong từ phía trên đi xuống, hắn hơi thở cực kỳ cường thế. Đánh một trận dưới, hắn hơi thở cuồng bạo trình độ cao nhất. Thậm chí có một tia đột phá cảm giác. Mặc dù khóe miệng có một tia máu tươi, nhưng là trận chiến này hắn thắng. Đủ rồi. Làm Giang Kiếm Phong đi tới dưới đài. Một cái gầy gò nam tử đưa ra một khối khăn lông ấm. Giang Thiên Sinh, lau chùi một chút. Giang Kiếm Phong nhận lấy khăn lông vừa định lau chùi, một đạo kinh khủng hơn chấn động cảm giác tấn công tới. Cái này hơn chấn động một lần so một lần mãnh liệt. Bởi vì hắn mới vừa rồi ở trên đài võ đạo và vậy so tài, không thể có bất kỳ phân tâm, cho nên vẫn không có chú ý.
Nhưng là dưới mắt, cảm giác được cái này cường đại hơn chấn động ý, hắn nhíu mày nói, kinh thành thế nào? Vậy gầy gò nam tử liền vội vàng giải thích, Giang tiên sinh, mới vừa động đất kiểm tra cục bên kia phát tới tin tức, kinh thành cục bộ địa khu có 5, 6 cấp động đất, mà vị trí có chút cổ quái. Giang Kiếm Phong nhướng mày một cái, làm sao cổ quái pháp? Vậy gầy gò nam tử do dự mấy giây, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, vậy chấn cảm mãnh liệt nhất khu vực trung tâm, thật giống như chính là kinh thành đại học sư phạm nơi đó. Nghe được câu này, Giang Kiếm Phong con người có giúp một cái, tựa như nghĩ tới điều gì, Diệp thần thằng nhóc kia tung tích đâu? Còn ở hay không kinh thành đại học sư phạm? Gầy gò nam tử lắc đầu một cái, đại nhân, ta cũng không biết. Ta phái ra người hoàn toàn mất đi mục tiêu, bọn họ cũng không biết Diệp thần đi nơi nào. Càng quỷ dị hơn là, kinh thành đại học sư phạm bên kia rõ ràng chấn động rất mãnh liệt, người ta chạy tới xem, chính là không có. Giang Kiếm Phong nhắm mắt lại, suy tư mấy giây, đột nhiên mở ra, sắc bén lóe lên, lập tức đưa ta đi kinh thành đại học sư phạm, nếu như ta không đoán sai, có cường giả che đậy hết thảy, thằng nhóc kia có thể gặp nguy hiểm. Kinh thành Lâm gia, đang tu luyện Lâm Tuyệt Long mở mắt ra, vẻ sát cơ bao trùm mở. Hắn thực lực tự nhiên vậy cảm nhận được dưới chân chấn động. Như vậy chấn động, truyền tới ta nơi này, xem ra lực lượng này cực kỳ khủng bố, kinh thành nơi nào đó chẳng lẽ bùng nổ một trận đại chiến. Có ý tứ, thật biết điều. Sau đó Lâm Tuyệt Long hơi cảm thụ, tựa như phát hiện cái gì, kinh hãi nói, lại có người ở kinh thành đại học sư phạm dùng che đậy thuật pháp. Che đậy thuật pháp sau đó, còn có như vậy chấn động. Vậy muốn dạng gì lực lượng mới có thể làm được? Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, vốn cho là trở lại Hoa Hạ sau đó, những cái kia cái gọi là cường giả đều phải thần phục ở dưới chân của mình. Nhưng là bây giờ xem ra, sự việc xa không có đơn giản như vậy. Hoa Hạ vẫn còn có cường giả loại này, chẳng lẽ là từ Côn Lôn hư đi ra ngoài? Cũng hoặc là những cái kia lánh đời lão gia. Không được, được biết rõ hết thảy các thứ này. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Tuyệt Long một chưởng vỗ ở dưới đất, cả người vượt qua đứng lên, năm ngón tay nắm chặt, nắm lên một bộ quần áo liền biến mất ở trong bóng tối. Giờ phút này, Hồ Vân Hòa. Huyết Long mới vừa rồi xúc lực một kích, trực tiếp đập ra một đạo lỗ to lớn. Chính là u hồn giam ngục cửa vào. Diệp thần trong lòng vui mừng, không do dự nữa, vừa định một bước bước vào trong đó. Một bên Thương Hải Bình phát giác cái gì, lay động thân hình, năm ngón tay bắt được Diệp thần quần áo, trực tiếp hướng phía sau đi. Mà vào miệng chỗ, lại bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói. Phóng lên cao, nếu như mới vừa rồi không tránh ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp thần ổn định thân thể, bên tai liền truyền đến Thương Hải Bình thanh âm nghiêm túc, đám người này dùng máu tươi coi giữ cửa vào sau lưng còn có mấy đạo cực mạnh ý định giết người. Ngươi bây giờ tùy tiện tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp thần nhìn lướt qua cửa vào phương hướng, bất ngờ phát hiện một đạo xương máu phun trào, lại đem cửa vào phong bế. Không chỉ như vậy, một đạo cực mạnh đợt khí phun trào tới, trực tiếp hướng Huyết Long đi. Bởi vì Huyết Long đã có chút yếu ớt, nhưng vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rồng chợt vung đi. Sơn hà chấn động, ánh sáng tán. Thương Hải Bình trên mặt có một tia nghiêm túc ý, hắn có thể ra tay trợ giúp Diệp thần phá vỡ, nhưng là một khi phá vỡ, hắn cũng phải tiêu tán ở giữa thiên địa. Hắn còn có quá nhiều linh phù một đạo không có dạy cho vị này luân hồi mộ chủ. Mấu chốt hắn phát hiện Diệp thần đối với linh phù một đạo có thiên phú cực mạnh à. Nếu như hắn linh phù một đạo không người thừa kế, vậy thì thật là đáng tiếc à. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không ra tay. Hết thảy vẫn là phải xem Diệp thần. Thời khắc này Diệp thần trong tay xuất hiện Trảm Long kiếm, một kiếm hướng cửa vào đi. Xé kéo. Ánh sáng lóe lên, cường đại kiếm khí phun trào. Nhưng là căn bản không có dùng. Ngay tại lúc này, Thương Hải Bình trong tay bắn ra một đạo linh phù. Linh phù nện ở Diệp thần trên thân hình, Diệp thần kinh ngạc phát hiện mình tu vi lại đang tăng lên. Hắn kinh ngạc nhìn một cái sau lưng Thương Hải Bình. Cảm ơn sư phụ. Thương Hải Bình con ngươi bình thản, này chỉ có thể thời gian ngắn cho ngươi một tia lực lượng, vẫn là phải dựa vào ngươi. Còn nữa, ngươi không thể ở kéo,
ta có dũng khí dự cảm bất tường, thật giống như có một đạo cực mạnh hơi thở đang hướng bên này vọt tới. Theo linh phù tiến vào hắn thân thể, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ năng lượng quán trú đến mình trong thân thể. Lưu chuyển quanh thân gân mạch, linh khí cường đại bao trùm toàn thân. Như tình huống như vậy hạ, Diệp Thần lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Ta ngược lại là phải xem ai dám cản ta, là huyết trảm. Đi đôi với Diệp Thần một tiếng giống giận, là huyết trảm mang vô cùng ánh sáng sáng chói, như sao chổi vạch qua bầu trời mênh mông, hung hãn đập về phía mặt đất. Thanh âm thanh thúy chính giữa, hàn mang lóe lên. Oanh! Cường đại đợt khí hướng bốn phương tám hướng đụng đi. Máu kia sương mù bị rất miễn cưỡng xé ra một vết thương. Diệp Thần con người vui mừng, lần nữa chém xuống một kiếm. Mỗi một kiếm mặc dù đều có cường đại công hiệu. Nhưng là máu kia sương mù chớp mắt bây giờ lại khôi phục nguyên trạng. Cút! Thời khắc này Diệp Thần mỗi một kiếm cũng thoáng như sấm. Tiếng nổ nổ tung, cuồng gió cuộn sạch. Mà u hồn giam ngục đầu kia mấy vị ông già, trán đã chặt chẽ vải mồ hôi hột. Từng cái trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Làm thế nào, thằng nhóc này liền mẹ hắn là một người điên à? Một vị áo bào tím ông già mở miệng nói, hắn giọt kia máu tươi vỡ vụn mấy phần. Nếu không, chúng ta mời vị kia rời núi. Nếu không cái này u hồn giam ngục thật muốn phá. Tất cả mọi người nhìn về phía vị kia tiên phong đạo cốt ông già. Ông già lạnh nhạt nhìn một cái tất cả mọi người, ta đã dùng thuật pháp liên lạc vị kia, thằng nhóc này có chút cổ quái, mới vừa rồi cửa vào phá vỡ thời điểm, ta cảm giác được bên ngoài còn có một đạo mạnh hơn hơi thở, rất có thể sau lưng hắn còn có một vị cường giả, phải cẩn thận là hơn. Mọi người nghe được câu này, trong lòng có lau một cái sâu đậm rung động. Có thể để cho ông cụ này cảm giác được uy hiếp, tuyệt đối khủng bố. Bọn họ trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng có tò mò mãnh liệt tâm. Rốt cuộc là ai lại có thể phá ra cái này cường đại cấm chế? Dưới mắt, u hồn giam ngục cửa vào đã bể nát mấy phần, mọi người tận lực chống đỡ nữa, ít nhất phải chống được vậy vị tới hãy nói. Nhưng là lời nói mới vừa rơi xuống, lại là một cổ vô cùng lực lượng mạnh đánh thẳng tới. Một cái trong đó thực lực tương đối yếu ông già tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Ngực hắn lại là không giải thích được nổ bể ra. Vân trưởng lão, bên cạnh một vị ông già vừa định đi đỡ, một đạo thanh âm lạnh như băng liền vang lên, đừng để ý hắn. Tĩnh tâm ngưng khí, coi giữ cuối cùng này. Giờ phút này bên ngoài Diệp Thần hơi thở dốc. Thương Hải Bình cho hắn linh phù đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, lực lượng lại khôi phục qua. Tới, hắn nhìn người này miệng đổ nát không chịu nổi dáng vẻ, còn người đông lại một cái. Đỉnh đầu huyết long đã rất yếu ớt, chỉ có thể một kích tối hậu. Mà cách đó không xa Ngụy Dĩnh, quanh thân tất cả đều là hàn băng, tựa như ở run lẩy bẩy. Diệp Thần trong lòng có chút không đành lòng, hắn thề, bất kể như thế nào, sẽ bảo đảm Ngụy Dĩnh một nhà bình an, coi như là còn hôm nay ân tình. Đồ nhi, dùng ngươi một kích mạnh nhất, dung hợp huyết long, bổ ra tầng kia xương máu. Thương Hải Bình thanh âm vang lên. Diệp Thần gật đầu một cái, lấy ra một chai đan dược, một cổ não nhi nuốt xuống, hắn đan điền chân khí lại hội tụ đứng lên. Dưới mắt hắn một kích mạnh nhất hẳn là phá thiên kiếm ý. Chỉ bất quá một kiếm này, đối với thân thể hao tổn quá lớn. Ngay tại Diệp Thần lo lắng hơn, Thương Hải Bình thanh âm tiếp tục vang lên, chớ do dự, mau. Diệp Thần con người co rúm một cái, nắm chặt trảm long kiếm, đầu gối bùng nổ, cả người nhảy tới 5 mét. Huyết long, tới. Vậy trên bầu trời huyết long đáp xuống, trực tiếp xông vào Diệp Thần trong tay nắm chặt trong kiếm. Tiềm long trảm thương khung. Diệp Thần một tiếng giống giận, đột nhiên thoát ra, trảm long kiếm lại là hóa làm trận trận kiếm mang. Long ngâm vang khắp thiên địa. Giờ khắc này, hai đạo lực lượng hợp hai là một, cường thế đến mức tận cùng, phá vỡ hết thảy. Kiếm ý sở trí đất, hoàn toàn nổ. Một hồi khẽ rên, ngay tức thì kiếm quang ngất trời. Một kiếm này quét ra, mau đến mức tận cùng, do như sấm phá vỡ chân trời. Nháy mắt tức thì, đầy trời kiếm khí, khí lạnh bức người. Cuốn lên cuồng gió, giống như ác quỷ kêu khóc, nhiếp tâm hồn người. Bành! Một kiếm rơi xuống, vậy u hồn giam ngục cửa vào trực tiếp chấn vỡ.
mà Diệp Thần cũng là khạc ra một ngụm máu tươi, một kiếm này, chân thực quá mạnh mẽ. Mạnh đến liền Diệp Thần đều không cách nào nắm trong tay. Thương Hải Bình con ngươi co rúm một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một tia lực lượng hướng Diệp Thần ấn đường bắn tới. Ngay tức thì có một dòng nước ấm bao quanh Diệp Thần, cái này làm cho hắn không có giống ở Huyết Mai Điện lúc như vậy chật vật. Đồ Nhi, cùng U Hồn giam ngục sự việc kết thúc, người cũng nên đột phá đến ly hợp cảnh. Diệp Thần cảm kích nhìn một cái Thương Hải Bình gật đầu một cái, sư phụ. Mà lúc này, U Hồn giam ngục, vậy cửa vào cửa, ánh sáng bắn ra bốn phía, trực tiếp bị đánh bể. Cường đại đợt khí trực tiếp hướng mấy vị kia ông già đi, bọn họ rối rít huyết khí dâng trào, khạc ra một ngụm máu tươi. Trời ạ, lại có thể bị phá ra. U Hồn giam ngục cửa lại bị một người thanh niên dùng sức tính thủng. Cái này muốn dạng gì lực lượng? Giờ khắc này, tất cả U Hồn giam ngục ông già sắc mặt kinh hãi. Hoàn toàn dọa sợ. Bọn họ nhiều người như vậy lực lượng, lại có thể kém hơn một tên tiểu tử thúi. Nói ra ai sẽ tin à? Coi như thằng nhóc này vận dụng nghịch thiên bí pháp, cũng không khả năng như thế khoa trương à? Vị kia tiên phong đạo cốt ông già tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phá vỡ cửa vào, ngón tay bóp quyết, toàn bộ U Hồn giam ngục ánh sáng lóe lên. Báo động ánh sáng. Loại này báo động ở U Hồn giam. Ngục bên trong chỉ xuất hiện qua mấy lần. Mỗi một lần, đều là U Hồn giam ngục xảy ra chuyện lớn. Triệu tập U Hồn giam ngục tất cả trưởng lão và cường giả, toàn bộ hội tụ nơi đây, nhất định phải kéo cái thằng nhóc đó. Hắn thanh âm lộ ra một tia dùng mình và tức giận. U Hồn giam ngục cửa vào bị người đập phá, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt hắn. Cùng vị đại nhân kia xuất hiện, cái đầu tiên đổ thừa không thể nghi ngờ là hắn. Hắn phải ăn nói làm sao? Báo động xuất hiện, để cho U Hồn giam ngục chỗ sâu vô số người cũng phấn chấn. Bọn họ bị nhốt nơi đây không biết nhiều ít năm, nơi đây không có một tia gợn sóng, ngày lại một ngày. Mà báo động xuất hiện, không thể nghi ngờ là đại biểu U Hồn giam ngục xảy ra chuyện. Từng cái hoan hô và kêu gào, thanh âm chấn thiên. Bởi vì có lẽ, bọn họ có thể có cơ hội chạy đi. Giang Nữ Dung và Diệp Thiên đang hai người ôm nhau, không nói gì, mà là yên tĩnh chờ đợi cái gì. Thiên Chính, ta có dự cảm bất tường, dự cảm kia càng ngày càng mãnh liệt, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Giang Nữ Dung lo lắng nói, thậm chí không biết tại sao, khóe mắt lại tuột xuống một đạo giọt lệ. Diệp Thiên đang cười một tiếng, khóe mắt đã có chút nếp nhăn, bội dung, yên tâm, trời sập xuống, còn có ta chĩa vào. Ngươi quên năm đó Giang gia muốn cưỡng ép đem ngươi mang đi, ta gắt gao bảo vệ ở ngươi trước người. Giang Nữ Dung nhìn một cái Diệp Thiên Đang, cũng cười, ngươi khi đó thật khờ, ngươi chẳng qua là một người bình thường mà thôi, lại dám đối mặt Giang gia cao cấp cao thủ, chỉ bất quá, ngày hôm đó sự việc có chút kỳ quái, những cái kia Giang gia cường giả lại không gây thương tổn được chúng ta, ta mấy năm này một mực đang suy nghĩ, ngươi nói có thể hay không và đưa cho thần nhi đá có liên quan. Diệp Thiên Đang lắc đầu một cái, ta cũng không biết, sự việc đi qua sẽ để cho hắn đi qua đi, dưới mắt bỏ mặc phát sinh cái gì, ta cũng sẽ cùng ngươi chung một chỗ. Thiên Chính, ta cũng vậy. Giang Nữ Dung gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía U Hồn giam ngục một phương hướng, không biết tại sao, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như nàng và thần nhi khoảng cách, chỉ có nghìn mét khoảng cách. Không chỉ như vậy, một tia cảm giác nguy cơ vậy đang lan tràn. Loại cảm giác này cực kỳ phức tạp, nàng thậm chí đang suy nghĩ, chờ một hồi rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Mấy giây sau đó, nàng quơ quơ đầu, hạ quyết tâm, nếu quả thật xảy ra chuyện, lần này, nàng phải bảo vệ chồng mình. Diệp Thần nhìn cửa vào khổng lồ, cười lạnh một tiếng, mặc dù đan điền chân khí còn dư lại không có mấy, nhưng là hắn cũng phải giết tới U Hồn giam ngục đi. Cơ hội này, chỉ có một lần. Hắn nghĩ tới điều gì? Không để ý thương thế trên người, một bước bước ra, đi tới Ngụy Dĩnh trước mặt. Thời khắc này Ngụy Dĩnh quanh thân bọc một hồi hàn xương, sắc mặt tái nhợt và thống khổ đến mức tận cùng, trong mắt đỏ thẫm, tựa như bị lực lượng nào đó ăn mòn vậy. Khi thấy Diệp Thần xuất hiện, tay Thanh Tú chợt đưa ra, hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần sắc mặt kinh hãi, hai tay chồng lên đánh ra, ngăn trở ngực. Bót bót bót, đợt khí cuộn sạch.
sóng lớn vỗ vào bờ. Vô số trưởng ảnh ngày này xây, Diệp Thần và Ngụy Dĩnh tất cả lui về phía sau mấy bước. Ngụy Dĩnh, là ta. Diệp Thần vội vàng lớn tiếng nói, nhưng là thời khắc này Ngụy Dĩnh rời đi địa phách huyền thạch quá lâu, chỉ có một tia lý tính đã biến mất. Chết! Ngụy Dĩnh hướng Diệp Thần cướp tới, sát khí ngút trời, sát ý lạnh như băng bao trùm tới. Mắt thấy thoáng như mưa rơi đánh tới trưởng ảnh, Diệp Thần không do dự nữa, thừa dịp đầy trời trưởng ảnh còn chưa nối thành một đường đang lúc, Thường Long Huyễn Thân Quyết phun trào, như đạp mây trôi, cưỡng ép cướp ra. Trong tay lại là xuất hiện địa phách huyền thạch, trực tiếp vỗ vào Ngụy Dĩnh trên ngực. Địa phách huyền thạch ngay tức thì hình thành áp chế lực, chung quanh dùng mình ngay tức thì biến mất, vậy sát khí cũng là toàn bộ tràn vào đến Ngụy Dĩnh trong thân thể. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ngụy Dĩnh tròng mắt nhắm. Không biết qua bao lâu, đột nhiên mở ra vậy như giống như ngôi sao tròng mắt. Diệp. Ngụy Dĩnh mới vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác được cái gì, cúi đầu, phát hiện mình trên ngực, một đôi bàn tay chỉ như vậy đè. Thậm chí đem vậy riêng tư vật có chút đè ép biến hình. Ngụy Dĩnh gương mặt ngay tức thì đỏ lên. Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại biết làm ra như vậy được là, cái này làm cho nàng sau này thế nào làm người à. Nhưng là nàng trong lòng lại không sanh được một tia bài xích ý. Diệp Thần, người như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm? Ngụy Dĩnh thanh âm như văn tử vậy, rất nhẹ. Nghe được câu này, Diệp Thần mới bừng tỉnh tới đây, tay mình đang đè Ngụy Dĩnh ngực à. Bởi vì sợ địa phách huyền thạch rơi xuống, hắn còn dùng sức mấy phần, năm ngón tay đụng chạm mềm mại vật, thậm chí có chút biến hình. Hắn có thể cảm giác đến vậy xúc cảm. Ngại quá. Hắn theo bản năng buông lỏng tay, nhưng là địa phách huyền thạch vậy rơi xuống. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, một khi địa phách huyền thạch rời đi, tất nhiên sẽ đối với Ngụy Dĩnh tạo thành ảnh hưởng, hắn vội vàng lại là đè xuống phá huyền thạch, cái này nhấn một cái, năm ngón tay lần nữa lấy ra Ngụy Dĩnh vậy hung bộ ngực đầy đặn. Ngụy Dĩnh mặt đều đỏ đến cổ gốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Diệp Thần liền vội vàng giải thích, Ngụy Dĩnh, ngươi nhanh lên đem dây chuyền mang theo, ta làm như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi cần địa phách huyền thạch trấn áp. Được. Ngụy Dĩnh vội vàng đeo lên dây chuyền, Diệp Thần thở ra một hơi, lúc này mới buông lỏng tay. Hắn nhìn một cái cửa vào, liền nói, Ngụy Dĩnh, ngươi trước sẽ giáo viên nhà trọ, tiếp theo bỏ mặc nghe được cái gì thanh âm cũng không nên ra ngoài. Nói xong. Hắn liền phân phó xa xa Hạng Thừa Đông nói, Hạng Thừa Đông, ngươi giúp ta bảo vệ tốt Ngụy Dĩnh, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, cầm ngươi là hỏi. Hạng Thừa Đông từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, đi tới Ngụy Dĩnh bên người, gật đầu liên tục, Diệp tiên sinh, ta định bảo vệ tốt Ngụy tiểu thư. Ai có thể nghĩ tới Hoa Hạ Dược Minh Lý sự trưởng, nắm trong tay chí cao quyền lợi, bây giờ nhưng phải bảo vệ một cô gái. Đây hoàn toàn là dùng không đúng chỗ à. Nhưng là Diệp Thần phân phó, hắn căn bản không dám chống lại. Mới vừa rồi huyết long đụng một màn ở hắn trong lòng thật lâu không cách nào tiêu tán. Ngụy Dĩnh nhìn một cái Diệp Thần, hỏi, ngươi muốn đi vào trong? Đúng. Diệp Thần nói xong, nhìn một cái xa xa Thương Hải Bình gật đầu, hắn liền một bước bước đến cửa vào trong. Hạng Thừa Đông vội vàng đưa tay ra dấu mời, Ngụy tiểu thư, đi bên này. Ừ. Ngụy Dĩnh sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần liền quay đầu rời đi. Hai người hướng giáo viên nhà trọ đi. U hồn giam ngục. Diệp Thần bước vào ngay tức thì, ánh sáng loang lổ, một cổ khí tức âm lãnh trực tiếp tấn công tới. Làm hắn hai chân đạp trên mặt đất nháy mắt, ngay tức thì cảm giác được mấy chục đạo ý định giết người. Hắn nhà địa phương là một cái tương tự hạ không gian. Trước mặt là một cái hành lang rất rộng. Ước chừng 5 đến 6 mét dáng vẻ. Còn như chiều dài chính là sâu không thấy đáy. Hắn mơ hồ có thể từ bên trong nghe được một tia kêu gào tiếng. Hành lang không có một tia ánh đèn, cuối đen nhánh một mảnh. Mà vậy mấy chục đạo ý định giết người, chính là tới từ bóng tối chỗ sâu. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Vùng lân cận ánh đèn bỗng nhiên sáng. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, trên hành lang. Có mấy chục đạo thân ảnh. Cầm đầu là mấy vị ông già, hơi thở cực kỳ khủng bố, uy áp xâm nhập tới, không khí tựa như bị đối phương điều khiển.
Một cái tiên phong đạo cốt ông già bước ra một bước, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói, nhóc rác rưởi, người biết cưỡng ép xông vào u hồn giam ngục ý vị như thế nào sao? Diệp Thần nhìn một cái người chung quanh, tất cả mọi người khí thế cũng kém hơn cái này ông già. Rất hiển nhiên, cái này ông già là u hồn giam ngục chân chính nói chuyện người. Ngươi là thứ gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói, trong tay Trảm Long kiếm nhẹ nhàng đung đưa. Hắn rất rõ ràng, muốn cứu ra phụ mẫu, không thể tránh khỏi đánh một trận. Tiên phong đạo cốt ông già ngẩn ra, sắc mặt hoàn toàn tối, ta coi là cái gì? Hừ, ta không ngại nói cho ngươi, ta là Triệu Vân Sinh, u hồn giam ngục ngục giam trưởng Triệu Vân Sinh. To gan con kiến hôi, phá xấu xa u hồn giam ngục cửa vào, tư xông u hồn giam ngục, phải bị tội gì? Người đến, bắt lại người này, lúc cần thiết, trực tiếp chém chết. Lạnh như băng giày chi tiếng vang lên. Hắn hoàn toàn nổi lên sát tâm. Bởi vì tiểu tử trước mắt này có thể cưỡng ép phá vỡ u hồn giam ngục cửa vào, thực lực nhất định không kém. Cho nên hắn phải 10.000 cái cẩn thận một chút. Dứt lời, mười mấy vị u hồn giam ngục cường giả hướng Diệp Thần lao đi. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Bọn họ biết trước mắt cái này người thanh niên trình độ nguy hiểm, mới vừa rồi u hồn giam ngục động đất chính là thằng nhóc này lấy ra, cho nên, bọn họ mỗi một kích đều là phải giết kỹ. Xé kéo. Vô số đạo kiếm ý hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần mặc dù bị thương, nhưng là trước mắt những thứ này tiểu rồi, hắn căn bản coi thường. Hắn năm ngón tay nắm chặt Trảm Long kiếm, trong mắt sắc bén chớp mắt, thân hình như tên bắn ra, mang hô khiếu chi thanh. Xông ra ngoài. Cút về. Trảm Long kiếm phát ra từng cơn kiếm ngân vang, không khí chung quanh tựa như đều bị xé. Những thân ảnh kia hơi chậm lại, kiếm trong tay lại rơi trên mặt đất. Máu thịt hoành bay, rất là chật vật. Những người này, làm sao ngăn cản ở cuồng bạo danh giới Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần chính là một tôn sát thần, quanh thân sát khí phun trào, kiếm trong tay không ngừng bị máu tươi tiệm nhiễm. Mỗi một kiếm rơi xuống, u hồn giam ngục những người đó liền phá vỡ thân thể, trên hành lang tràn đầy máu tươi. Ngay tại lúc này, Bạch trưởng lão cũng không ngồi yên nữa, trong mắt đỏ thẫm, trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Tay cụt thù, không thể không báo. Huống chi, Bạch trưởng lão nữ nhi duy nhất bây giờ cũng là không rõ sống chết, hắn muốn đích thân giết Diệp Thần, mới có thể chậm rõ ràng mối hận trong lòng. Hắn cho dù chặn một cái tay, cũng không phải thằng nhóc này có thể ngăn cản. Hơn nữa hắn ở Diệp Thần thời điểm xuất thủ, đã phát hiện Diệp Thần cảnh giới, bất quá là khí động cảnh mà thôi. Liền ly hợp cảnh cũng không có bước vào. Có gì sợ hãi? Thằng nhóc này không có bí pháp, chính là một cái dê con đợi làm thịt. Cho ta chết! Bạch trưởng lão ngón tay bóp quyết, lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo đỏ thẫm phù văn cổ xưa. Phù văn chuyển động. Trực tiếp biến thành một cái trưởng ấn, không chần chờ chút nào, hư trưởng trực tiếp hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới Bạch trưởng lão xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, ta đang muốn tìm ngươi, nếu đã tới, liền cho ta vĩnh viễn lưu lại. Vừa mới dứt lời, Diệp Thần liền một quyền đập ra ngoài, trưởng ấn trực tiếp vỡ vụn. Bất quá cường đại đợt khí vậy đem Diệp Thần chấn động lui lại mấy bước. Bạch trưởng lão gặp Diệp Thần lộ ra một tia xu thế suy sụp, vui vẻ cười to quả nhiên. Ngươi bây giờ không có bí pháp, xem ngươi làm sao động ta. Nguyên bản mấy vị u hồn giam ngục ông già muốn vừa động thủ một cái, thấy một màn này, lại dừng lại. Triệu Vân Sinh nhìn một cái cửa vào chỗ, không có ai tiếp tục đi vào, thậm chí vậy đạo khí tức cường đại cũng đã biến mất. Chẳng lẽ mới vừa rồi chẳng qua là ảo giác? Hắn rõ ràng cảm giác được có một cổ cực mạnh uy hiếp ở bên ngoài. Có ai biết thằng nhóc này, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Triệu Vân Sinh hỏi bên người mấy vị ông già. Lời mới vừa nói ra miệng, một cái râu dê ông già liền đứng dậy, hắn chính là ngày đó tra hỏi Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Đăng người. Khải bẩm Triệu trưởng lão, người này hẳn là Giang Nữ Dung nhi tử, đã từng ở Ninh Ba là một cái chính cống phế vật, biến mất 5 năm. Gần đây mới đột nhiên xuất hiện, quỷ dị chính là, trên người người này võ đạo thực lực giống như vô căn cứ sinh ra vậy. Triệu Vân Sinh nhướng mày một cái, Giang gia huyết mạch. Ta nghe nói Giang Nữ Dung nhi tử không phải phàm căn sao, lúc ấy Giang gia vị kia dưới cơn nóng giận vẫn cùng Giang Nữ Dung một nhà đoạn tuyệt quan hệ,
một cái phàm căn người coi như tu võ cũng không khả năng như vậy nghịch thiên a. Biến mất 5 năm, người này chẳng lẽ tiến vào Côn Lôn hư? Ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, Bạch trưởng lão bức ra một giọt máu tươi, trực tiếp sử dụng bổn mạng phù văn. Hắn võ đạo thực lực không mạnh, nhưng là thuật pháp thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Thậm chí ở núi Côn Lôn chỗ sâu bái nhập một vị phù sư môn hạ, thực lực nước lên thuyền lên. Những năm này, có thể để cho hắn sử dụng bổn mạng phù văn, chỉ có đối mặt cao cấp cường giả. Mà lần này, nhưng là lần thứ ba. Mấu chốt lần này đối mặt lại là một cái khí động cảnh cường giả. Một con kiến hôi lại để cho hắn sử dụng bổn mạng phù văn muốn chu diệt. Có thể gặp hắn trong lòng có biết bao tức giận. Ta cũng không tin, người còn có thể vác ở. Động con gái ta, ta ắt sẽ người bầm thây vạn đoạn. Hắn cặp mắt đỏ thẫm lớn tiếng gào thét. Phù văn ánh sáng lóe lên, cơ hồ ngay tức thì, liền hóa thành một đạo 10 mét trường kiếm. Trường kiếm đỏ thẫm, mang lạnh như băng tự ý. Bóng kiếm lóe lên, khí lạnh uy nghiêm. Bạch trưởng lão cánh tay chấn động một cái, kiếm khí kia liền ngưng tụ là thật thế chấp. Ông, chỉ nghe một hồi khẽ rên chấn động thanh truyền tới, 10 mét trường kiếm, chia làm hai, hai phân là bốn. Chẳng qua là trong nháy mắt, kiếm ảnh đầy trời, nếu như mưa như thác đổ cuộn sạch. Kinh khủng kiếm khí dưới, toàn bộ u hồn giam ngục tựa hồ cũng đổi được băng lạnh. Bạch trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, ở hắn xem ra Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có bí pháp, lại bị thương, kết cục đã hiển nhiên. Sẽ ở đó kiếm ảnh đầy trời phải hướng Diệp Thần đi nháy mắt, Diệp Thần bước ra một bước, cười lạnh một tiếng, ở ta trước mặt, cũng dám vận dụng phù văn lực. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi xem chân chính linh phù một đạo. Thương Hải Bình đã sớm nói với hắn, Bạch trưởng lão thuật pháp và phù văn, chẳng qua là linh phù một đạo dòng thứ. Thậm chí liền nồng cốt một ít thứ cũng không có chạm được. Như vậy rác dưới đồ, còn bị làm là trí bảo, chân thực buồn cười. Diệp Thần ấn đường bắn ra một đạo kim đỏ văn lộ trống không phù văn, sắc bén chớp mắt, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, sát khí bọc toàn thân. Một đạo linh phù trực tiếp từ lòng bàn tay xông ra, hung hãn hướng vậy kiếm ảnh đầy trời vỗ tới. Giết! Diệp Thần con ngươi hơi co rúc lại, bắn ra linh phù tựa như biến ảo thành một đầu bạch hổ, một tiếng gào thét, như mãnh hổ xuống núi, không sợ hãi. Bạch hổ càng là muốn cưỡng ép xông qua đầy trời mưa kiếm, xé địch nhân trước mắt thưởng thức máu tươi mùi vị. Đầy trời mưa kiếm trực tiếp biến mất. Linh phù mạnh mẽ, trực tiếp cướp đoạt hết thảy. Bổn mạng phù văn bị phá, Bạch trưởng lão ngay tức thì bị cắn trả, khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Diệp Thần căn bản không biết cho Bạch trưởng lão mạng sống cơ hội, Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, đã đi tới Bạch trưởng lão trước mặt, không chần chờ nữa, quanh thân lực lượng quán chú, năm ngón tay dương ra, trực tiếp rơi xuống. Nặng nề tiếng nổ tung. Không, Bạch trưởng lão thấy một màn này, con người trợn to, chỉ có thể bộc phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Nhưng mà, cái này tiếng kêu thảm thiết cũng là rất nhanh hơi ngừng. Diệp Thần năm ngón tay đã giữ lại đầu đối phương lô, lực lượng bùng nổ, năm ngón tay là trưởng. Hung hăng vỗ xuống. Bạch trưởng lão thiên linh cái trực tiếp bị đập bể, chết không thể chết lại. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin. Có lẽ, ngay cả là đến chết một khắc kia, hắn cũng không thể nào tin nổi, mình thật lại chết như vậy. Hơn nữa chết ở một cái khí động cảnh tiểu tử trong tay. Hắn không muốn tiếp nhận, hắn muốn phản kháng, nhưng là hết thảy đã là định cục. Toàn bộ u hồn giam ngục lâm vào yên tĩnh như chết, như nửa đêm bãi tha ma vậy. Triệu Vân Sinh, lão giả râu dê cùng với còn lại mấy vị u hồn giam ngục cường giả gắt gao nhìn chằm chằm trong vũng máu Bạch trưởng lão, nuốt nước miếng một cái, bọn họ phát hiện quanh thân lâm vào như chết vắng lặng chính giữa. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Thần liền hướng còn dư lại mấy người đi. Phần thiên trưởng, một đạo hỏa diễm hư trưởng bỗng nhiên tạo thành. Khoảnh khắc bây giờ, cuồng gió phun trào, trong không khí truyền tới từng cơn nổ ầm, giống như huyền sấm nổ tung. Cuốn lên trước giống như thực chất giống vậy đợt khí, một trưởng này, không chút lưu tình càn quét đi. Diệp Thần quanh thân phun trào ra ngọn lửa. Hắn cảnh giới mặc dù so những người này thấp,
nhưng là ở trên tay hắn nắm giữ công pháp đều là chí cường võ. Thượng cổ đại năng vật lưu lại, đủ để vượt cấp nghiền ép. Hắn không định bỏ qua cho nơi này tất cả mọi người, phụ mẫu bị nhốt nơi này, những người này không biết làm nhiều ít tổn thương chuyện của cha mẹ tình. Bỏ mặc đúng sai, những thứ này u hồn giam ngục cao cao tại thượng người đều phải chết. Thời khắc này Diệp Thần quanh thân bị một đạo hỏa diễm bao trùm, khí thế cường đại, cơ hồ để cho nơi có người cảm giác lòng rung động. Triệu Vân Sinh trong con ngươi chiếu ngược ánh lửa, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô, vũ khí này, tuyệt đối là thiên cấp trở lên võ. Tất cả mọi người lui về phía sau. Lời nói rơi xuống, Triệu Vân Sinh cũng không để ý tất cả mọi người, thân thể hướng phía sau đi. Vũ khí này, coi như là hắn muốn kiên quyết đương đầu xuống vậy quá sức. Trừ lão giả dâu dê kịp phản ứng, người còn lại đều bị phần thiên trưởng nghiền ép. Tựa như lửa cháy bừng bừng đốt diệt thiên địa, có mấy vị ông già thân thể càng bị vậy phần thiên trưởng đánh tan, thân thể chia năm xẻ bảy. Diệp Thần ở một bên hơi thở dốc. Lần này, hắn đan điền cơ hồ không có chân khí. Hao phí lực lượng quá nhiều. Hắn lại móc ra một chai đan dược, ung ục phục đi xuống, sau đó tròng mắt lạnh như băng nhìn về phía Triệu Vân Sinh, ra lệnh, Giang Nữ Dung và Diệp Thiên đang kia. Triệu Vân Sinh nhìn một cái chung quanh thi thể cùng với trên đất sinh mạng đe dọa đồng bạn, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi thu tay lại, nếu như vị đại nhân kia tới, ngươi kết quả sẽ rất thảm, u hồn giam ngục uy tín, không cho người khác trà đạp. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đối với luân hồi mộ địa Thương Hải Bình nói, sư phụ, cho ta một đạo ma linh phù. Thương Hải Bình ngẩn ra, đồ nhi, ma linh phù mặc dù có thể để cho ngươi thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Nhưng là sau đó ngươi trên mình sẽ chịu đựng cực lớn thống khổ. Cho ta là được. Diệp Thần trong con ngươi chỉ có kiên quyết. Trong đầu hắn có chút linh phù một đạo phần lớn đồ, đối với rất nhiều linh phù hiệu quả cũng rõ ràng, làm sao hắn chỉ bất quá mới vừa bước vào đạo này, muốn luyện chế loại này linh phù căn bản không có thể, chỉ có thể mượn Thương Hải Bình tay. Đoạn này thời gian, hắn hao phí lực lượng quá nhiều, không có lựa chọn. Chỉ cần cứu ra phụ mẫu. So với cái gì đều trọng yếu. Thương Hải Bình bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh phù, trực tiếp rơi vào Diệp Thần trong óc. Ma linh phù lực lượng bỗng nhiên lan truyền, Diệp Thần trong mắt lộ ra một tia tinh quang, sát cơ lạnh như băng lan tràn. Triệu Vân Sinh cảm thấy không đúng, đối với lão giả dâu dê truyền âm nói, người này có chút vấn đề, người giúp ta kéo người này, chỉ cần ta đem Diệp Thiên đang cùng Giang Nữ Dung mang đến. Dùng để uy hiếp người này, mới có thể ngăn cản. Lão giả dâu dê gật đầu một cái, năm ngón tay nắm chặt, một cái trường thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, một giây kế tiếp, một súng hướng Diệp Thần đi. Thằng nhóc, ta không ngại nói cho ngươi, người phụ mẫu chính là ta động thủ thẩm vấn, bọn họ bị ta không biết hành hạ bao nhiêu lần. Mà Triệu Vân Sinh thì hướng chỗ sâu đi. Tốc độ cực nhanh. Diệp Thần nghe được lão giả dâu dê nói tiếng nói. Hoàn toàn bị chọc giận. Nhọn tiếng xé gió chính giữa, mà Diệp Thần cả người tựa như hóa là một đạo hư ảnh. Một cái huyết long vọt ra. Huyết long bởi vì tức giận mà sống, bởi vì sát ý mà tụ. Diệp Thần cực đoan tâm trạng, chính là huyết long thức ăn tốt nhất. Lão giả dâu dê nhìn huyết long xuất hiện, con người xúc tới cực điểm, nhưng là không để ý tới hết thảy, cổ tay run một cái, trường thương bắn ra. Ở sắp chạm được Diệp Thần nháy mắt, phương hướng thay đổi, càn quét đi. Thanh quang lóe lên, kiếm phong tràn ra. Đen nhánh chính giữa, vậy thanh quang càng lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. U hồn giam ngục hành lang dài lại là cuồng gió từng cơn. Có thể gặp cái này một súng oai. Diệp Thần trong tay chảm long kiếm không sợ chút nào, trực tiếp một cái là huyết chảm. Là huyết chảm mang vô cùng ánh sáng sáng chói. Như sao chổi vạch qua bầu trời mênh mông, cùng trường thương đụng vào nhau. Chẳng qua là trong nháy mắt, thanh thúy tiếng va chạm nổ tung. Thanh âm bén nhọn, chẳng qua là trong nháy mắt, liền xé đen nhánh yên lặng. Gào thét gió lạnh, lại là giống như từ địa ngục chính giữa cuộn sạch ra. Lách cách, lão giả dâu dê trường thương trực tiếp gãy lìa, hóa là mảnh vỡ. Cường đại lực phản chấn, để cho bàn tay hắn máu tươi mơ hồ. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, còn chưa kịp phản ứng, một cái huyết long hướng hắn cắn nuốt.
Từng cơn long ngâm vang khắp. Huyết long đã tới, Diệp Thần vậy theo sau. Lão giả râu dê bị Diệp Thần cường thế, dọa sợ. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt à? Mạnh như vậy thế lực, đều đủ để dòm ngó ngôi báu hoa hạ võ đạo giới trước năm cao cấp cao thủ. Ở sống chết bây giờ, lão giả râu dê bộc phát ra cực mạnh cầu sinh sao sao, bức ra một giọt máu tươi, ngay tức thì cháy. Đồng thời, máu tươi hóa là một thanh trường kiếm, như dao long bay lên không, phá vỡ u hồn giam ngục. Trường kiếm xé đen nhánh, chiếu sáng thế giới. Gió lạnh đọng lại thế giới, đống kết thời không. Trong một cái chớp mắt này, u hồn giam ngục, lâm vào như chết vắng lặng. Đây là một chiêu dễ như bỡn bí pháp. Cũng là hắn một kích mạnh nhất. Ở nơi này tràn đầy kinh khủng lực lượng hạ, Diệp Thần lại cảm giác được nghẹt thở. Rất mạnh, thậm chí liền trảm long kiếm vậy bay ra ngoài, cắm vào vách tường trên. Đồ nhi, người này cháy máu tươi, chuẩn bị cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Nghe được câu này, Diệp Thần lòng, chợt trầm xuống. Nguy cơ thì như thế nào? Khí tức tử vong thì như thế nào? Phá! Diệp Thần hướng lão giả râu dê vọt tới, đón vậy như dao long cuốn tới sắc bén, trong cơ thể máu tươi tựa như sôi trào. Hắn vậy bước ra một giọt máu tươi, sau đó một quyền nện ở máu tươi trên. Để cho hắn ngồi chờ chết, không thể nào. Muốn lấy mạng đổi mạng, không thể nào. Diệp Thần một quyền kia, trực tiếp để cho chung quanh chân khí nổ tung. Tựa như, Diệp Thần giờ khắc này đập ra một quyền, chính là một đạo lôi điện, có thể bổ ra cả thế giới. Hai cổ lực lượng ngay tức thì va chạm. Thanh âm bén nhọn, điếc tai nhức óc. Vô số ánh lửa, ở trong bóng tối bung ra, sáng lạng như khói hoa. Toàn bộ u hồn giam ngục, theo chấn động, suýt nữa nổ tung. Đợt khí lăn lộn, chỗ đi qua, đá vụn hoành bay, tung lên sóng gió kinh hoàng. Nguyên bản trong miệng cầu nụ cười lão giả râu dê, tựa như cảm nhận được cái gì, còn người trợn to, kinh hô, người căn bản không phải phàm căn. Ngươi là... Nói còn chưa nói lối ra. Diệp Thần một quyền liền xuyên thấu hắn thân thể. Một cái to lớn lỗ máu trực tiếp ngưng tụ mà thành. Lão giả râu dê trực tiếp bị đánh bay, hung hãn nện ở vách tường trên, đều là máu tươi. Diệp Thần một kích này, thế như núi cao, ẩn chứa nghìn quân lực. Lạnh như băng, nghẹt thở, giết hại. Bính phát ánh lửa, tựa như diễn lại sinh mạng sau cùng sáng lạng. Thương Hải Bình có chút kinh ngạc. Đồ nhi một chiêu này là giết hại chi đạo vị kia dạy ngươi. Diệp Thần kịch liệt thở dốc, gật đầu một cái, hắn đã từng nhắc qua một ít thứ, lúc đó ta không để ý tới rõ ràng, mới vừa rồi thật giống như lĩnh ngộ cái gì, liền thi triển ra. Thương Hải Bình diễn cảm có chút cổ quái, hắn rốt cuộc rõ ràng, tên kia tại sao phải đề ra sớm đi ra, tên kia vốn phải là thứ 12 tòa mở ra, rất miễn cưỡng đề ra sớm phá vỡ cấm chế ra. Thật ra thì tên kia nhìn so người bất kỳ cũng thấu triệt, đại đạo 3000, giết hại chi đạo là đối với luân hồi mộ chủ hữu dụng nhất một đạo. Diệp Thần không dừng lại nữa, Thương Long huyễn thân quyết phun trào, cấp tốc hướng trong bóng tối đi. U hồn giam ngục chỗ sâu. Giang Nữ Dung và Diệp Thiên đang ở bên trong phòng đi tới lui, hai người trong lòng càng bất an. Chung quanh tất cả chú đóng nhân viên toàn bộ thuyên chuyển. Chẳng lẽ u hồn giam ngục thật xảy ra chuyện gì không được? Thiên chính, ta luôn cảm giác sau ngày hôm nay, u hồn giam ngục sẽ đến cùng. Giang Nữ Dung nói còn chưa nói lối ra, một đạo thân ảnh trực tiếp tới. Chính là Triệu Vân Sinh. Hai vợ chồng con ngươi hơi nhíu, Triệu Vân Sinh ở u hồn giam ngục địa vị cơ hồ là cao nhất, giờ phút này trên mặt nhưng là vẻ lo lắng, thậm chí còn có lau một cái tức giận. Xem ra u hồn giam ngục sự việc so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Triệu Vân Sinh đi tới nhốt hai người cửa ngục, cũng không đoái hoài được cái gì, một cước trực tiếp đem cửa đá văng. Cường đại kinh khí cuộn sạch, cửa trực tiếp bị đánh mở. Diệp Thiên Chính mặt liền biến sắc, trực tiếp bảo vệ ở Giang Nữ Dung trước mặt, thanh âm lạnh như băng vang lên, ngục giam trưởng, người đây là. Lời còn chưa nói hết, Triệu Vân Sinh năm ngón tay giữ lại Diệp Thiên Chính cổ. Tức giận trong lòng, hận không phải nhường hắn giết trước mặt người đàn ông. Nhưng là vừa nghĩ tới, người đàn ông này chết, hắn liền không có uy hiếp Diệp Thần cái chuôi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Diệp Thiên Chính té ra ngoài.
hung hãn đập vào ngục giam vách tường trên. Diệp Thiên Chính không có gì tu vi, một kích này, trực tiếp để cho hắn khạc ra một ngụm máu tươi, cả người đau đớn. Giang nữ dung mặt liền biến sắc, vội vàng đem Diệp Thiên Chính đỡ lên, vậy tràn đầy sát ý trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vân Sinh. Triệu Vân Sinh, người rốt cuộc muốn làm gì? Đối phó một người bình thường, đây chính là các người u hồn ngục giam cách làm. Ta hai người chúng ta giữ khuôn phép, nơi nào đắc tội ngươi? Triệu Vân Sinh trên cổ nổi gân xanh. Đắc tội, ngươi còn không biết xấu hổ nói đắc tội, các ngươi bảo bối nhi tử, giết ta u hồn ngục giam mấy chục người, phá hỏng u hồn ngục giam cửa vào. Cái này còn không đắc tội sao? Những lời này cơ hồ là Triệu Vân Sinh gầm hét lên. Trong mắt lại là lần vài tia máu. Dữ tợn đến mức tận cùng. Bị đỡ dậy Diệp Thiên Chính cùng với Giang nữ dung giật mình, trong mắt trợn to, trong lòng rung động giống như ngàn thước sóng lớn nện ở ngực vậy. Từ Triệu Vân Sinh trong giọng nói, bọn họ lấy được hai cái tin tức. Thứ nhất, thần nhi không có chết, hắn thật còn sống. Thứ hai, thần nhi lại có năng lực phá vỡ u hồn ngục giam, lại là đem u hồn ngục giam gây ra như vậy chật vật. Tiêu diệt u hồn ngục giam mấy chục người. Cái này còn là bọn họ nhi tử sao? Giang nữ dung hốc mắt ửng đỏ, thân thể run rẩy. Mẹ con liên tâm, nàng hiểu Diệp Thần hết thảy. Mặc dù không biết Diệp Thần là làm sao làm được, nhưng là nàng cảm thấy trước chịu hết thảy khổ nạn cũng đáng giá. Đã từng, tất cả mọi người đều nói nàng sinh một cái phàm căn phế vật, càng làm cho nàng trở thành người Giang gia người cười nhạo đối tượng. Nàng bị trục xuất Giang gia, nàng bỏ hết thảy thân phận và cuộc sống tốt đẹp. Nàng quỳ xuống cầu phụ thân cho con mình một cái đường sống. Nàng từ một cái gia tộc cao cấp thiên kim đại tiểu thư đến một cái hèn mọn người, nàng cái gì cũng không quan tâm. Chỉ hy vọng mình nhi tử có thể sống bình an. Làm tất cả mọi người nói nàng nhi tử là phế vật thời điểm, nàng sẽ không chùn bước và người khác lý luận. Nàng lớn tiếng nói cho tất cả mọi người. Nàng nhi tử tương lai tất nhiên đỉnh thiên lập địa. Không thua người bất kỳ. Mà bây giờ, thần nhi hiển nhiên làm được. Chí ít hắn có thực lực ngăn cản hết thảy. Mong con thành rồng, đây là mỗi một cái phụ mẫu lớn nhất tâm nguyện. Thời khắc này thần nhi chính là một cái rồng khổng lồ. Đồng thời, Giang nữ dung khó khăn bị trình độ cao nhất. Nàng sanh ở gia tộc cao cấp, biết tu luyện thống khổ. Nàng cũng biết Diệp Thần rơi ở phía sau không biết người khác mười mấy năm. Không có tài nguyên, không có võ, không có gia tộc, hắn đi tới nơi này, tất nhiên nhận chịu không biết nhiều ít lần thống khổ. Thần nhi, Giang nữ dung kích động đến trình độ cao nhất, môi cũng đang phát run. Diệp Thiên Chính hồi nào không phải như vậy, giờ khắc này, cho dù ngũ tạng lục phủ đau đớn hết sức, nhưng là khi biết mình nhi tử có thể dung chuyển u hồn ngục giam. Hắn trong lòng vô cùng tự hào. Phàm căn. Hắn Diệp Thiên Chính và Giang nữ dung sinh hạ con cái, tại sao có thể là phàm căn? Diệp Thần tất nhiên là bọn họ Diệp gia kiêu ngạo. Còn như Giang gia, bọn họ không lạ gì. Triệu Vân Sinh nhìn hai người dáng vẻ vui mừng hừ lạnh một tiếng, các người tựa hồ rất vui vẻ. Hừ, ta không ngại nói cho các người một nhà ba người cũng không sống qua ngày hôm nay. Một vị đại nhân lập tức phải chạy tới u hồn ngục giam, các người con trai làm nơi là, đủ để bị hắn chém chết dù sao cũng lần. Giang nữ dung và Diệp Thiên Chính ngẩn ra, sắc mặt khó coi đứng lên. Bọn họ ba người lập tức phải đoàn tụ, bọn họ cũng không muốn âm dương cách nhau. Triệu Vân Sinh nhìn hai người sắc mặt khó coi, nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, ta đây là quên một chuyện, uy hiếp tiểu súc sinh kia, một người đủ rồi. Đã như vậy. Ta liền trước hết là giết người cửa một người trong đó. Một giây kế tiếp, Triệu Vân Sinh trên mình kình khí cuồn cuộn, một chưởng hướng Giang nữ dung đi. Một chưởng này, hồng mang lóe lên, một khi rơi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang nữ dung sắc mặt tái nhợt. Nàng còn không có thấy thần nhi, nàng không muốn chết à. Diệp Thiên Chính thấy vậy, vội vàng đẩy ra Giang nữ dung, không chùn bước ngăn cản ở trước người. Trong mắt hắn tràn đầy kiên quyết. Bội Dung, ta nói qua, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thiên Chính. Giang nữ dung dung nhan xinh đẹp kia tràn đầy sợ hãi. Mắt xem Triệu Vân Sinh một trường thì phải đập trúng Diệp Thiên Chính,
một đạo kinh thiên nộ hống tấn công tới, ai cho ngươi lá gan dám động ba ta? Thanh âm chấn thiên, giống như lôi âm cuồn cuộn. Diệp Thần tới. Hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong mắt đỏ thẫm, lạnh như băng, giết hại. Tựa như đói ba ngày dã thú, đỏ tươi trong mắt làm cho lòng người sợ hãi. Hắn không do dự nữa, Trảm Long kiếm cầm ngược, trong tay Trảm Long kiếm trực tiếp bắn đi ra ngoài. Trảm Long kiếm chung quanh che lấp huyết sát, đâm rách không khí, lưu quang thoáng một cái. Mang rét lạnh ý định giết người, trực tiếp đâm vào Triệu Vân Sinh trên cánh tay. Cường đại lực cản trực tiếp đem Triệu Vân Sinh cánh tay chặt đứt. Triệu Vân Sinh sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn năm ngón tay một chảo, vừa định hướng Diệp Thiên Chính lao đi, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị chắn Diệp Thiên Chính trước mặt. Bành! Mang vô tận tức giận một quyền, trực tiếp đập ra. Đầy trời huyết sát từ trong cánh tay đánh ra. Mây quyền! Đây là Triệu Vân Sinh mạnh nhất quyền kỹ một trong. Một quyền dưới, đừng nói khí động cảnh, liền liền ly hợp cảnh tiền kỳ một ít cường giả vậy không gánh nổi à. Mỗi một quyền đánh ra, cũng thế như tinh thần chấn áp. Oanh! Oanh! Giờ khắc này, quyền gió va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trong chốc lát, toàn bộ u hồn ngục giam đá vụn cuồng vũ, đất đai run rẩy. Diệp Thần vì không để cho phụ mẫu bị thương, để cho biển cả sinh cẩn thận bảo vệ. Hai đạo hư ảnh ở mờ tối ánh sáng chính giữa răng khắp nơi. Mỗi một lần lần lượt thay nhau, cũng đi đôi với một hồi tiếng nổ nổ tung. Mỗi một lần tiếng nổ sau lưng, cũng cất giấu chết hơi thở. Giờ khắc này, hai người đã chiến điên rồi. Ai nếu như xuất hiện bất ngờ, ai nếu như rơi vào hạ gió, chờ đợi bọn họ chính là chết. Hai người chính là giao phong hơn 10 chiêu. Triệu Vân Sinh càng đánh càng kinh hãi, trong cơ thể hắn máu tươi phun trào. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Hắn căn bản không nghĩ tới đây là một cái khí động cảnh tiểu tử bùng nổ lực lượng à. Gặp quỷ. Ngươi thật bất ngờ. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi hẳn không biết. Ta Diệp Thần tu sát lục chi đạo, tức giận và máu tươi chỉ sẽ để cho ta thay đổi mạnh hơn. Ngươi tổn thương ta phụ mẫu, ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Phá! Diệp Thần lại là một quyền đánh ra. Huyết Long không ngừng hướng Triệu Vân Sinh ngực va chạm. Hai người trực tiếp tách ra. Triệu Vân Sinh miệng to thở dốc, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người quần áo cũng vỡ vụn. Cực kỳ chật vật. Còn không chờ hắn tỉnh hồn lại. Vậy sát thần rốt cuộc lại vào tới. Đầy trời quyền ảnh, Diệp Thần khí thế của cả người đột nhiên đổi được vinh váo hung hăng. Triệu Vân Sinh ý thức được không đúng, vừa định cầm ra trường kiếm, Diệp Thần quyền ảnh đã rơi xuống. Trường kiếm văng tung tóe. Hắn thân thể bay rớt ra ngoài, cánh tay hóa là xương máu, hung hãn nện ở vách tường trên. Cực kỳ cứng rắn u hồn ngục giam vách tường trực tiếp bị chấn bể. Triệu Vân Sinh sau lưng máu thịt mơ hồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.